Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Trường 376 không rút nổi. Nhưng mà mặc kệ Lê Uy Long cố gắng rút nó ra thế nào, thanh kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào, như thể nó đã bén dễ, cùng với phiến đá như hai làm một. Lệ Uy Long nghĩ rằng bản thân mình đã đủ mạnh, nhưng không nghĩ tới anh lại không thể rút thanh kiếm này ra. Anh đã cố hết sức, kéo nó ra một lúc lâu, mệt đến nỗi trên đầu đổ đầy mồ hôi, vẫn không thể rút ra được một chút nào rút ra rất khó sao. Chu Nhược Mai nhìn thấy khuôn mặt của Lê Uy Long đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, cũng không thể rút được kiếm ra nên vội hỏi. Đúng vậy, không ngờ thanh kiếm này lại khó rút ra như vậy. Lê Uy Long thở hồng hộc nói. Có lẽ thanh kiếm này đã được cắm trong phiến đá quá lâu. Nó đã bị trôn vùi hơn 2.000 năm, có thể đã bị dỉ sắt nên không thể rút ra được. Chu Nhược Mai nói. Vì nó có thể được gọi là một thanh kiếm tốt, anh nghĩ nó sẽ không dễ dàng bị dỉ sắt như vậy. Lê Uy Long nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không rút được thanh kiếm ra, chúng ta sẽ không mở được cửa đá, chẳng phải chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết sao? Chu Nhược Mai nói, để anh nghĩ biện pháp, vừa rồi Lê Uy Long đã cố gắng hết sức rồi, biết dù cố sức thế nào cũng không thể rút thanh kiếm này ra, anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Thanh kiếm này là chìa khóa duy nhất có thể mở cửa đá, ngoại trừ nó còn cách nào khác để mở cửa đá đâu. Chu Nhược Mai nói, vậy thì anh sẽ tìm cách xem rút thanh kiếm này ra như thế nào. Lê Uy Long nói. Audio điện tử võ tấn bền. Không còn cách nào ngoại trừ dùng sức kéo ra, hay là chúng ta cùng nhau hợp lực, thử xem có thể rút thanh kiếm này ra không. Chu Nhược Mai nói, bỏ đi, em là một cô gái yếu ớt thì có bao nhiêu sức lực. Lê Uy Long nói vậy thì anh hãy thừa dịp vẫn còn sức lực mau chóng rút thanh kiếm ra nếu không đợi đến khi bị đói cũng buồn ngủ anh sẽ không còn sức để rút nó ra nữa chu nhược mai nói được lê uy long cũng cảm thấy chu nhược mai nói rất đúng nếu muốn rút ra thì phải càng sớm càng tốt bằng không đợi đến lúc không còn khí lực muốn rút ra cũng không được cố lên chồng ơi để lê uy long vực dậy tinh thần chu nhược mai bắt đầu gọi chồng một cách ngọt ngào lê uy long nghe thấy chu nhược mai kêu ngọt như vậy trái tim của anh lập tức ấm áp, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Vì vậy, Lệ Uy Long cầm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, dùng sức rút nó ra một lần nữa. Chồng ơi cố lên, chồng ơi dùng sức, chồng ơi anh giỏi quá. Chu Nhược Mai không ngừng cổ vũ Lê Uy Long, bởi vì cô biết rằng việc cổ vũ của các cô gái có thể tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai. Giống như khi chơi bóng rổ, các cô gái có mặt trên khán đài hò hét cổ vũ, còn các chàng trai ở trên sân thì bùng nổ sức mạnh vô tận, có thể phát huy thực lực mạnh hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ, vợ chồng cô có thể ra khỏi căn phòng đá này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bọn họ có rút được thanh kiếm này ra hay không. Nếu không rút ra được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhất định sẽ bị mắc kẹt chết ở chỗ này. Cô không muốn bị nhốt ở đây cho nên cô không tiếc công sức để cổ vũ cho Lê Uy Long. Cô có thể góp một phần sức lực bằng cách này. Sau khi Lê Uy Long được Chu Nhược Mai cổ vũ, anh cũng cố gắng hết sức, nhưng mà cố gắng thế nào thì anh vẫn không thể rút được thanh kiếm ra. "Chồng ơi, em yêu anh." "Chồng ơi, tiếp tục cố gắng." "Chồng ơi, anh giỏi nhất." "Oli đến, ya mết." Chu Nhược Mai hô lên, cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, cái gì dễ nói thì cô cứ nói ra thôi. Trên mặt của Lê Uy Long mồ hôi nhễ nhại, hơi ngẩn người, giờ khóc giờ cười, than thở, "Vợ à, Em đừng hô kích thích như vậy được không? Chu Nhược Mai sửng sốt, nhớ lại lời vừa mới thốt ra, sắc mặt đỏ bừng. Em, em chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chu Nhược Mai xấu hổ giải thích. Có thể nhưng em không cần gọi Yamet đâu. Lê Uy Long nói. mươi 377 em nói gì cũng đúng. Em không hiểu Yamet nghĩa là gì, nhưng em thấy nó vần với Oli cho nên mới hô lên. Hô khẩu hiệu không phải là cứ vần là được à? Chu Nhược Mai nói. Được em là người có học thức cao em nói gì cũng đúng lê uy long nói mà này chẳng lẽ anh biết yamet là cái gì sao chu nhược mai đột ngột hỏi anh làm sao mà biết được anh chỉ thấy nó hơi kích thích hơi ngứa ngáy lê uy long nói vậy thì anh tiếp tục rút em sẽ không hô yamet nữa em sẽ hô câu khác chu nhược mai nói không cần hô nữa anh đã cố hết sức nhưng vẫn không thể rút thanh kiếm này ra lê uy long nói vậy làm sao bây giờ chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này sao chu nhược mai hoảng sợ bây giờ rất khó nói đừng hoảng sợ để anh nghỉ ngơi một lát sau đó suy nghĩ xem có biện pháp nào khác không lê uy long nói hiện tại anh thực sự không còn cách nào khác tuy rằng anh thấy trên người mình có cảm ứng nhưng hiện tại căn phòng đá này rất dày trên cửa đá không có một khe hở cho dù có dựa vào máy cảm biến cũng không thể truyền tín hiệu đi bên phía thiên thành không thể nhận được tín hiệu nào cả chúng ta không có công cụ nào thanh kiếm này chỉ có thể dùng sức cả hai tay để rút không còn biện pháp khác xem ra lần này chúng ta thật sự không thể ra khỏi căn phòng đá này chúng ta cũng sẽ bị chết ở chỗ này sắc mặt chu nhược mai buồn bã đừng nản lòng có anh ở đây anh sẽ không để em bị mắc kẹt ở chỗ này lê uy long an ủi anh không cần phải an ủi em anh đã dùng hết sức lực mà thanh kiếm cũng không thể ra được một chút em đã không còn thấy hy vọng gì nữa Chu Nhược Mai nói. Đám người thiên thành biết chúng ta đang ở trong hang, chờ bọn họ xuống dưới này, không thấy chúng ta, bọn họ nhất định có thể đoán được chúng ta đã vào căn phòng đá. Hơn nữa, Nguyễn Tú Cẩm sẽ nói với bọn họ là chúng ta đã vào căn phòng đá, bọn họ sẽ tìm cách để cứu chúng ta ra ngoài. Lê Uy Long nói, anh đừng dỗ em, cho dù đám người thiên thành biết chúng ta bị mắc kẹt trong này thì có thể làm gì. Cửa đá này có dùng thuốc nổ cũng nổ không được, hơn nữa, Bọn họ cũng sẽ không thể giải được ván cờ trên cửa đá, làm sao có thể mở được cửa đá?" Chu Nhược Mai nói. "Tôn Quốc Tài đã nhìn thấy em giải qua ván cờ, ông ta có thể đã nhớ kỹ đường đi để giải ván cờ." Lệ Uy Long nói. "Anh đừng có ngốc, phải đi 108 bước mới có thể phá giải nước cờ chết đó, với cấp độ của Tôn Quốc Tài, cho dù ông ta đã nhìn thấy em phá giải một lần, ông ta cũng sẽ không thể nhớ rõ. Chỉ cần ông ta đi nhầm một bước, sẽ không thể phá được nước cờ nữa." Trên đời này ngoại trừ em, có lẽ không còn ai có thể giải ván cờ này." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long cảm thấy hơi tuyệt vọng khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này. "Nhưng mà nếu có thể cùng anh chết ở chỗ này, em cũng nguyện ý." Chu Nhược Mai nói nhỏ. "Anh cũng vậy, có thể chết ở cùng một chỗ với em, anh cũng nguyện ý." Lệ Uy Long nói, anh cũng biết thanh kiếm kia là chìa khóa duy nhất mở ra căn phòng đá này, hiện tại không rút ra được. Vậy thì chỉ còn con đường chết mà thôi, tất cả cũng không phải nói giỡn. Không ngờ lại có ngày đường đường là hộ soái bảo vệ đất nước như anh bị mắc kẹt và chết ở chỗ này. Chu Nhược Mai đột nhiên thay đổi chủ đề, nói, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít, em vẫn hơi tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì, chỉ cần có thể làm em thỏa mãn, anh sẽ không để cho em phải nuối tiếc. Lê Uy Long nói. Thật không? Chu Nhược Mai vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ chưa? lê uy long nói được vậy em hỏi anh em với anh cùng bị mắc kẹt ở nơi này anh muốn làm gì trước khi chết chu nhược mai đỏ mặt hỏi anh cũng không biết anh muốn cái gì cứ thuận theo tự nhiên thôi lê uy long nói nhìn thấy lê uy long không hiểu phong tình trong lòng chu nhược mai không khỏi có hơi buồn bực cô ám chỉ căn phòng được trang trí rất đẹp hoàn cảnh rất tốt nha đúng vậy hoàn cảnh ở đây rất tốt chết ở trong này cũng không quá khó coi lê uy long nói chu nhược mai đổ mồ hôi cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi nhưng lê uy long vẫn không hiểu phong tình không biết cái gì hết cho dù không bị vây chết ở chỗ này cũng sẽ bị anh chọc tức đến chết chẳng lẽ bản thân cô phải vào thẳng chủ đề nói rõ ra lời thì anh mới hiểu sao đáng chết anh cứ chờ chết như vậy à trước khi chết không có nguyện vọng gì sao chu nhược mai tức giận hỏi có chứ Nguyện vọng của anh chính là có thể rút thanh kiếm kia ra, cứu em ra ngoài." Lệ Uy Long không biết tại sao lúc nãy Chu Nhược Mai vẫn còn dịu dàng ngọt ngào đột nhiên lại tức giận, hỏi: "Vậy trước khi chết em có nguyện vọng gì?" "Nguyện vọng của em là trước khi chết có thể nếm trải tư vị của một người phụ nữ, muốn làm một chuyện mà hai vợ chồng chúng ta trước đó chưa từng làm, làm." Chu Nhược Mai biết nếu bản thân cô cứ ám chỉ như vậy thì người đàn ông là trai thẳng này sẽ không hiểu nên cô cứ theo trái tim mình mà nói ra. Chương 378 kinh ngạc. Lệ Uy Long không nghĩ tới Chu Nhược Mai sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, anh nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Làm chuyện như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, đến lúc đó sẽ không thể rút kiếm nữa. Lê Uy Long mặt đỏ tía tai nói, tại sao anh lại biết làm chuyện đó rất tốn thể lực? Anh đã từng làm rồi." Chu Nhược Mai ép hỏi. Anh chưa làm nhưng suy nghĩ một chút là biết thôi." Lê Uy Long nói, dù sao bây giờ anh cũng không rút thanh kiếm này ra được, còn không bằng tận dụng thể lực vẫn còn để trải nghiệm, chỉ cần được thử một lần, em chết cũng không còn gì tiếc nuối. Chu Nhược Mai đã to gan nói ra điều này thì sẽ không cần giữ sĩ diện. Nghe thấy Chu Nhược Mai nói điều này, Lệ Uy Long cũng bị lay động, anh là một người đàn ông bình thường, bây giờ đã 26 tuổi, đúng là thời kỳ tràn đầy sức sống, cũng cần phải có nhu cầu, anh cũng rất muốn được thử qua hơn nữa anh và chu nhược mai là vợ chồng hợp pháp làm chuyện vợ chồng như vậy là việc chính đáng là lẽ đương nhiên bây giờ bọn họ đã lâm vào đường cùng nếu không làm thì còn đợi đến lúc nào cho nên lệ huy long nói được chúng ta bắt đầu đi trước khi chết hãy đem những chuyện còn gian dở hoàn thành đời này sống cũng không uổng phí chu nhược mai thấy lệ huy long đồng ý nhất thời căng thẳng mặt đỏ bừng như lửa đốt đang lúc căng thẳng cô cảm thấy buồn đi vệ sinh ngượng ngùng nói anh đợi một chút em muốn đi vệ sinh sao em có nhiều chuyện phiền phức như vậy lê uy long nói con người có ba việc khẩn cấp chuyện này là bình thường làm sao có thể gọi là phiền phức chu nhược mai bất mãn nói thời điểm chơi cờ cô đã cảm thấy buồn đi vệ sinh rồi nhưng lúc đó có nhiều đàn ông đứng ở đó cô chỉ có thể chịu đựng khi phá giải ván cờ quá là kích thích dần dần cô quên mất việc đi vệ sinh về sau lại bị hút vào trong căn phòng đá nhìn thấy thật nhiều vàng bạc châu báu, cô bị kinh ngạc quá mức, cũng không nghĩ đến chuyện đi vệ sinh. Hiện tại không thể rút thanh kiếm này ra, không có hy vọng ra ngoài, nghĩ đến chuyện cô với Lê Uy Long sẽ làm bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương đến mức không kìm lòng được muốn đi vệ sinh ngay. Vậy thì em đi vệ sinh trước đi, Lê Uy Long cũng biết vừa rồi mình nói những lời đó là không đúng, đi vệ sinh là chuyện bình thường, không cần phải ngạc nhiên. Vậy anh mau quay người lại đi, không được nhìn lén, anh có nghe thấy không? Nếu không em sẽ đào mắt chó của anh ra mà dẫm lên. Chu Nhược Mai nghiêm túc cảnh cáo. Ngoài trang sức vàng bạc châu báu và một số dương hòm, trong căn phòng đá này không có thứ gì có thể che đậy, cô chỉ có thể tìm một góc nào đó để đi vệ sinh, nhưng cô sợ Lê Uy Long sẽ nhìn trộm nên phải cảnh cáo anh trước. Về sau chúng ta đều sẽ làm loại chuyện này, em còn sợ anh nhìn trộm sao? Sớm muộn gì em cũng phải để cho anh xem. Cao Paulson nói thầm: Hai chuyện này khác nhau, lát nữa là chuyện của lát nữa, bây giờ là bây giờ. Nhìn trộm con gái đi vệ sinh là chuyện thất đức đó anh có hiểu không? Chu Nhược Mai nói: Được rồi, anh sẽ không nhìn lén, em nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Lúc này Lệ Uy Long cũng hơi nóng nảy, anh không hiếm lạ nhìn lén người khác, dù sao lát nữa cũng được nhìn đủ, sao phải vội vàng nhìn bây giờ? Đương nhiên, anh Đường Đường là chiến thần Thiên Long cho dù Chu Nhược Mai không cảnh cáo thì anh cũng sẽ không nhìn trộm, ngay cả vợ mình cũng phải nhìn lén, để người ta biết không phải là bị chê cười sao. Nói xong, Lệ Uy Long liền quay người qua chỗ khác. Chu Nhược Mai thật sự vội vàng, cô không muốn nói nhảm với Lệ Uy Long, lập tức cởi quần, ngay bên cạnh thanh kiếm, bắt đầu đi vệ sinh. Dù sao thì chỗ nào cũng không có vật để che chắn, nếu Lệ Uy Long muốn nhìn trộm, dù cô ở đâu cũng sẽ bị anh nhìn trộm nên sẽ không chọn chỗ nữa lê uy long nghe thấy tiếng nước chảy rơi vãi trên mặt đất ở phía sau trong đầu đang tưởng tượng ra một bức tranh đẹp đẽ sau đó không kìm được mà dâng trào nhiệt huyết lúc này bên ngoài căn phòng đá sao lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa ra hai người họ làm gì trong đó vậy róc đợi rất lâu mà vẫn không thấy lê uy long và chu nhược mai đi ra bắt đầu cảm thấy lo lắng ai mà biết được hai vợ chồng bọn họ cô nam quả nữ một phòng chắc bọn họ đã làm chuyện một ít chuyện vợ chồng hay làm ở trong đó rồi harry nói còn chờ nữa trời sắp sáng rồi jock nói làm gì còn cách nào họ không ra ngoài chúng ta có thể làm gì harry nói cứ chờ đợi như vậy thật là chán jock nói đúng vậy hay là chúng ta chơi một số trò chơi thú vị đi nếu không thì thật là nhàm chán harry nói chơi trò gì jock hỏi dù sao khi Lệ Uy Long cùng Chu Nhược Mai đi ra, chúng ta sẽ giết bọn họ, ở đây cũng có một người đẹp, chúng ta cũng phải giết. Một cô gái xinh đẹp như vậy, cứ giết đi như vậy thì thật uổng phí. Harry nhìn về phía Nguyễn Tú Cẩm rồi nói. Nguyễn Tú Cẩm nghe thấy lời này, cô ấy đột nhiên căng thẳng, đến bây giờ mới biết, hóa ra bọn họ cũng không buông tha mình và hai người Lệ Uy Long cùng Chu Nhược Mai. Chỉ cần Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai ra ngoài, cả hai người họ sẽ phải chết ý anh là gì jock vẫn không hiểu harry muốn nói gì ý tôi là hai vợ chồng họ ở bên trong làm chuyện đó vậy thì chúng ta cũng cùng với người đẹp này làm chuyện đó thôi harry nói ha ha ý kiến hay thay vì cứ ở đây chờ đợi buồn chán như vậy còn không bằng cùng với cô gái việt nam xinh đẹp này chơi đùa lĩnh hội xem hương vị của người phụ nữ việt nam nó như thế nào jock cười jock vừa dứt lời Tất cả những người lính đánh thuê có mặt ở nơi này đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung ác. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt hung ác dữ tợn, trong nháy mắt sợ tái mặt, cả người run rẩy, những chuyện mà lúc trước cô ấy vẫn luôn lo lắng cùng tất cả bộ mặt xấu xa của mấy người này cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi. Chương 379 định làm gì? Các anh muốn làm gì? Nguyễn Tú Cẩm run giọng hỏi. Không cần nói cũng biết chúng tôi muốn làm gì rồi. Sóc nói anh gióc không cần nói nhiều với cô ấy nữa mau bắt đầu đi trong chúng ta ai sẽ đến trước harry nóng lòng muốn thử nói nhảm tất nhiên là tôi sẽ đến trước gióc nói vậy thì nhanh lên nếu không thì lê uy long và chu nhược mai đi ra chúng ta sẽ không có thời gian để chơi tôi có rất nhiều anh em tất cả đều đang chờ đợi harry nói được anh nhanh chóng tháo dây chói cho cô ấy đi gióc nói bởi vì toàn thân nguyễn tú cẩm bị chói bằng dây thừng nếu không cởi dây thừng thì sẽ không thể tiến hành việc tiếp theo được, phải cởi dây thừng để tay chân cô ấy hoạt động mới được. Nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trên người cô ấy, sau đó xếp hàng, từng người một theo thứ tự, đừng lo, ai cũng có phần. Cần có người canh cửa hang, nếu có người xuống đây thì nổ súng bắn chết. Chờ chúng ta chơi xong rồi đến thay lượt, Harry nói với người của anh ta. Mấy người lính đánh thuê làm nhiệm vụ trông coi Nguyễn Tú cẩm lập tức ba chân bốn cẳng bắt đầu tháo dây thừng trên người cô ấy những người còn lại thì cùng nhau xếp hàng. Những người lính đánh thuê làm nhiệm vụ canh chừng cửa hang vẫn ở nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa hang. Nguyễn Tú cầm đột nhiên hoảng sợ, hơn 200 lính đánh thuê người nước ngoài thay phiên đến đây, cô ấy làm sao chịu được. Cô ấy giấy dụa không ngừng, không muốn bị cởi trói, một khi dây thường được cởi ra, cơn ác mộng của cô ấy sẽ bắt đầu. Nhưng mà có vùng vẫy thế nào thì sợi dây trên người cô ấy cũng từ từ được cởi ra cô ấy thật sự có ý nghĩ muốn chết nhưng cô ấy không thể chết cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối đối mặt với sự trông coi của rất nhiều lính đánh thuê ngay cả cơ hội tự sát cũng không có lúc này ở phía trên cửa hang phạm tướng hộ soái đã xuống dưới lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì tôi chỉ lo anh ấy đã xảy ra chuyện hay là chúng ta cứ đi xuống dưới thôi bởi vì lo lắng cho sự an toàn của lê uy long hà ngọc lan không nhịn được lại sung phong xuống dưới chiến đấu hộ soái đã trải qua nhiều trận chiến có chuyện gì mà anh ấy chưa từng thấy anh ấy sẽ không có việc gì thiên thành nói nhưng tình huống bây giờ lại khác con tin đang ở trong tay đối phương có lẽ đối phương đã dùng con tin để khống chế anh ấy máy cảm biến ở trên người cũng có thể đã bị phát hiện không thể gửi tín hiệu cho chúng ta hà ngọc lan nói ừm những gì cô nói cũng có lý để tôi suy nghĩ một chút thiên thành thật lo lắng cho sự an toàn của lê uy long trong lòng nôn nóng điều mà hà ngọc lan nói đến anh ấy nghĩ nó có khả năng xảy ra những người lính xung quanh cũng bắt đầu kêu gọi xung trận phạm tướng hãy ra lệnh đi chúng tôi không sợ chết đúng chúng ta vốn là được lệnh bảo vệ hộ soái chỉ cần cứu được hộ soái chúng ta có chết cũng không sợ đúng vậy bây giờ hộ soái đang gặp nguy hiểm nhưng chúng ta lại ở cửa hang chờ thời cơ hành động chính là không làm tròn bổn phận đúng vậy Hộ Soái là giường cột của nước Việt Nam chúng ta, là người có tầm quan trọng nhất của đất nước, nếu hộ soái xảy ra chuyện gì, chúng ta chết trăm lần cũng không đủ. Chỉ cần cứu được hộ soái, cho dù chúng ta chết trận cũng rất vinh dự. Đối mặt với sự xung phong chiến đấu của mọi người trong lòng thiên thành khẽ động. Anh ấy cũng là vâng lệnh bảo vệ sự an toàn của Lê Uy Long, hiện tại Lê Uy Long xuống dưới một lúc lâu mà không có động tĩnh gì, cũng thật sự lo lắng Lê Uy Long đã bị đối phương khống chế nếu máy cảm biến trên người anh ấy bị tịch thu rồi thì làm sao anh ấy có thể truyền đạt mệnh lệnh. Được, tôi quyết định đợi thêm 10 phút nữa. Nếu trong vòng 10 phút, vẫn không nhận được tín hiệu của hộ soái chúng ta sẽ xuống dưới chiến đấu và giải cứu hộ soái Thiên Thành nói, sao phải đợi thêm 10 phút nữa? 10 phút nữa có thể xảy ra rất nhiều chuyện, không phải lúc đó quá muộn rồi sao? Hà Ngọc Lan không muốn đợi dù chỉ là một phút. Tôi đã quyết định, đợi thêm 10 phút. Bây giờ bắt đầu tính thời gian, 10 phút sau lập tức hành động." Thiên Thành nói. Những người lính nghe được lệnh của Thiên Thành cũng không nói nữa, chỉ im lặng chờ đợi. Lúc này, trong căn phòng đá, bởi vì Chu Nhược Mai nhịn đi vệ sinh quá lâu cho nên hiện tại đi vệ sinh có hơi mất thời gian. Trong quá trình, cô vẫn lo lắng Lê Uy Long sẽ đột nhiên quay đầu nhìn trộm nên cô luôn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lê Uy Long. Nhưng mà sự thật chứng minh, những lo lắng của cô là vô ích. Một người chính trực ngay thẳng như Lê Uy Long sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa như việc nhìn trộm vợ đi vệ sinh. Cho đến khi xong việc, Lê Uy Long vẫn đứng bất động, không hề quay đầu nhìn lại. "Em không sao chứ?" Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai đi vệ sinh lâu như vậy, trong lòng hơi nóng nảy. "Xong ngay đây, anh vội vàng làm cái gì vậy?" Chu Nhược Mai vừa nói vừa kéo quần lên. Sau khi kéo quần lên, Chu Nhược Mai bước đến bên cạnh Lê Uy Long, cúi đầu xuống trên mặt một mảnh ửng hồng nói nhỏ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lê uy long nghe thấy âm thanh chu nhược mai đi vệ sinh máu trong người đã sớm sôi trào hiện tại nhìn thấy hai má của cô như hai dạng mây đỏ dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ trong lòng lại nóng như lửa đốt anh không muốn nói nhiều lời vô ích nữa lập tức ôm lấy chu nhược mai sau đó ngẩng mặt lên hôn cô nồng nhiệt anh cảm thấy là một người đàn ông cần phải chủ động trong chuyện này không thể để vợ tới ám chỉ hoặc vợ chủ động yêu cầu anh có thể chinh phục cả thế giới mà đến vợ anh lại không thể chinh phục được sao? Vợ của mình, không cần phải vòng vo lôi kéo, cứ mạnh dạn làm tới, không có gì phải sợ. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long đột nhiên thô bạo như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy bùi ngùi, trước khi chết, người đàn ông sắt thép ngay thẳng này rốt cuộc đã nghĩ thông. Không hiểu trước đây sao lại cứng ngắc như vậy, nếu sớm nghĩ ra sáng kiến này thì cô đã không phải làm một quá phụ trong ba năm. Trong khi Chu Dư đang suy nghĩ miên man, Lệ Uy Long đã bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Chương 380 đáng ghét. Đáng ghét, đừng, Chu Nhược Mai giả bộ e thẹn đưa tay hơi đẩy Lệ Uy Long ra. Bởi vì bản thân là một cô gái, vẫn phải dè dặt, nếu không Lệ Uy Long sẽ nghĩ cô là một người phụ nữ phóng túng. Đương nhiên Lệ Uy Long sẽ không ngu ngốc đến mức nghe Chu Nhược Mai nói không cần liền ngừng động tác trên tay. Anh vẫn đang cởi cúc áo của Chu Nhược Mai đã đến lúc phải đối mặt với loại chuyện này chu nhược mai cũng rất căng thẳng bởi vì cô nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau nhưng mà là phụ nữ thì sớm muộn gì cũng phải trải qua nỗi đau như thế này nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần và thổ lộ lòng mình cô ngại ngùng nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi thời khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu khi lê uy long chuẩn bị cởi chiếc cúc áo cuối cùng của chu nhược mai bỗng nhiên trên sàn nhà phát sinh một trận rung lắc dữ dội lê uy long và chu nhược mai đồng thời sửng sốt trong lòng thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ lại xảy ra động đất vào thời khắc mấu chốt này sao nếu thật có động đất vào lúc này thì đúng là ông trời trêu ngươi mà nếu có động đất thì nơi bầy không có chỗ nào có thể trốn được nhưng mà xung quanh căn phòng đá này bao gồm cả nền đất và trần nhà đều được làm bằng những tảng đá rắn chắc vô cùng kiên cố cho dù có động đất xảy ra thì cũng có thể chống đỡ được phải không Nơi này cất giấu kho báu đã hơn 2.000 năm, trong lúc đó nhất định cũng phải có động đất, nếu không chống đỡ được thì chắc đã sụp đổ từ lâu, không thể còn nguyên vẹn như thế này. Có động đất sao? Chu Nhược Mai hoảng sợ nói. Mặc kệ có động đất hay không, chúng ta tiếp tục. Lệ Uy Long gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi, gặp sự cố vẫn giữ được bình tĩnh, mặt không đổi sắc, bây giờ anh chỉ muốn trải nghiệm niềm vui vợ chồng, cho nên anh không quan tâm đến cái gì mà động đất hay không động đất anh không muốn sống nữa sao đến động đất cũng không sợ chu nhược mai kinh ngạc hỏi sợ hãi thì có ích gì căn phòng này chắc có thể chịu được động đất chúng ta hãy nhanh chóng làm những việc chưa hoàn thành đi lê uy long nói được tiếp tục đi chu nhược mai cảm thấy lê uy long nói cũng có lý cũng muốn tranh thủ thời gian bởi vì cô không biết khi nào mình sẽ chết đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng vì vậy cả hai lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Căn phòng đá này chặt chẽ không có một kẽ hở, hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong ngược lại bên trong cũng không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Cả hai người bọn họ đều không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hai người họ lúc này đang chìm trong thế giới của mình, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống trước khi chết, lại quên mất Nguyễn Tú Cẩm vẫn đang ở bên ngoài làm con tin. Nhưng mà dù bọn họ có nhớ đến thì cũng đành bất lực, cửa đá không mở được cũng không thể thoát ra ngoài, muốn cứu Nguyễn Tú Cẩm nhưng không giúp được gì. Ngay khi Lê Uy Long cởi chiếc cúp áo cuối cùng của Chu Nhược Mai ra, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên khắp căn phòng đá, giống như tiếng rồng ngâm. Âm thanh kỳ lạ bất ngờ này khiến hai người Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đang hưng phấn chìm trong thế giới của hai người, đồng thời bị hoảng sợ. Âm thanh như rồng ngâm này vẫn còn vang vọng ở trong này. Chẳng lẽ ở đây thật sự có quái thú? Chu Nhược Mai sợ tới mức hứng thú tìm niềm vui cũng không còn. Lệ Uy Long cũng cảm thấy tình hình hiện tại có vẻ không ổn, không dám tiếp tục nữa. Chương 381 thanh kiếm rung lên. Anh nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, phát hiện tiếng gầm như tiếng rồng ngâm này lại vọng ra từ nơi chôn thanh kiếm. Chu Nhược Mai cũng nghe thấy, thanh âm chính là bắt nguồn từ nơi chôn kiếm. Hai người cùng một lúc nhìn về phía thanh kiếm sau đó liền kinh hãi phát hiện chuôi kiếm đang rung lên lúc đó bọn họ mới biết vừa rồi hoàn toàn không phải là một trận động đất mà là do thanh kiếm đang rung chuyển khiến sàn nhà rung chuyển tại sao thanh kiếm này lại rung lên chu nhược mai vô cùng kinh ngạc anh không biết chuyện này thật kỳ lạ lê uy long nói có phải là do chúng ta làm chuyện không thể để người khác nhìn thấy trước mặt thần kiếm này không tôn trọng nó cho nên thanh kiếm này tức giận trong lòng chu nhược mai khẽ động cô lập tức nghĩ đến điểm này. Anh không nghĩ vậy, chuyện giữa vợ chồng với nhau là hạnh phúc trăm năm của mọi gia đình, là lẽ hiển nhiên, sẽ không khiến thanh kiếm này tức giận như thế này. Lê Uy Long nói, nếu không phải vậy thì chúng ta có nên tiếp tục không? Vì có thể trải nghiệm loại chuyện này, chứ Dư Hân cũng liều mạng, cái gì cũng không quan tâm, mặc kệ sống chết. Chờ một chút, Lê Uy Long đột nhiên phát hiện tình huống bất thường. Còn chờ gì nữa, Chu Nhược Mai hỏi. Tại sao vừa rồi nước tiểu của em lại có màu đỏ? Lệ Uy Long chú ý tới chỗ nước tiểu mà Chu Nhược Mai mới đi, đang không ngừng chảy tới chỗ thanh kiếm, trong nước tiểu lại có máu loãng. Chu Nhược Mai nhìn thoáng qua, trong nước tiểu của cô đúng là có máu. Thấy vậy, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay là ngày đến kỳ kinh nguyệt. Em đến kỳ kinh nguyệt, Chu Nhược Mai xấu hổ nói. Lúc nãy đi vệ sinh, cô luôn lo lắng Lệ Uy Long sẽ quay lại cho nên cô cứ nhìn chằm chằm lê uy long không có thấy trong nước tiểu có máu đến bây giờ mới phát hiện ra cuối cùng cô cũng nhớ ra khi lê uy long ôm cô từ trên cửa hang động xuống dưới tầng hầm đã cảm thấy đúng quần hơi ướt lúc đó cô còn tưởng là do bản thân quá sợ hãi nên mới tiểu ra quần hoặc do tiết dịch gì đó nhưng giờ cô mới biết đó là do có kinh nguyệt bởi vì tối nay cô mặc chiếc quần bó màu đen vết máu đỏ loang trên chiếc quần đen không rõ ràng nếu không chú ý sẽ không ai nhận ra em tới ngày còn muốn làm chuyện này với anh sao lê uy long cứng họng em không để ý đến bây giờ em cũng mới biết chu nhược mai xấu hổ nói mà lúc này nước tiểu chứa máu trên mặt đất chảy về phía thanh kiếm càng lúc càng nhanh tại sao nước tiểu của em chảy về chỗ thanh kiếm lại khiến thanh kiếm rung chuyển chu nhược mai khó hiểu hỏi anh biết nguyên nhân thanh kiếm này rung chuyển không phải do nước tiểu của em mà là do máu trong nước tiểu của em lê uy long nói bởi vì máu của em, Chu Nhược Mai cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, là do máu kinh của em, thanh thần kiếm này đã chôn vùi ở nơi này hơn 2.000 năm, đói khát từ lâu, hiện tại chính là muốn hút máu. Lệ Uy Long nói, chương 382 thanh kiếm uống máu. Hóa ra thanh kiếm này còn có khả năng uống máu. Chu Nhược Mai cực kỳ ngạc nhiên thốt lên. Thanh kiếm bình thường thì không đâu, nhưng đây là bảo kiếm của kiếm khách đệ nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ khác với những thanh kiếm khác, có lẽ nó thật sự là một thanh kiếm thần. Thanh kiếm thần này ngủ say hơn 2.000 năm, hiện giờ người thấy mùi máu tươi nên bắt đầu thức tỉnh rồi. Lê Uy Long nói, anh phân tích rất đúng, thanh kiếm thần này đã bị trôn suốt 2.000 năm đằng đắng, sớm đã đói khát khó mà nhịn nổi rồi, bất kể là loại máu gì, kể cả là máu kinh, chỉ cần là máu thôi, nó cũng vớ vào ăn hết vì đói quá. Hóa ra là thế, hiện giờ nó đang rung lắc mạnh bạo như vậy, đợi hòn đá này nới lỏng ra, sau đó anh mới cầm tay rút nó ra được chu nhược mai tiếp lời đúng thế lúc trước anh không tài nào rút ra được là vì kiếm và đá đã kết thành một thể với nhau rồi đợi nó rung lắc qua lát nữa anh sẽ rút nó ra lê uy long nói chuyện này quả thật là ý trời mà không ngờ em chỉ đi vệ sinh thôi mà lại khiến thanh kiếm thần này thức tỉnh chu nhược mai thở dài nói ừ đúng là ai ngờ cô đi vệ sinh lại ra được tác dụng này chứ song chủ yếu vẫn là do chu kỳ kinh nguyệt của em tới đúng lúc, bằng không thì cũng vô dụng mà thôi. Mà chu kỳ của em không đến muộn, cũng không đến sớm, cứ nhằm đúng lúc này đến, xem ra mạng chúng ta còn chưa tới bước đường cùng. Lê Uy Long cũng cảm thán nói. Chu kỳ kinh nguyệt của em mỗi tháng vốn là ngày hôm nay, cơ mà em vẫn cảm thấy tiếng tiếc, vì mình mà tới ngày thì không thể làm chuyện ấy với anh nữa. Chu Nhược Mai nói với vẻ hơi tiếc nuối. Tiếc cái gì, chỉ cần chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội mà, hai ta còn nhiều thời gian lắm. Lệ Uy Long cười nói. Thôi thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Chu Nhược Mai bắt đầu xấu hổ. Lúc này, dòng nước tiểu ngấm máu của Chu Nhược Mai đã bị thanh kiếm thần kia hút khô, mà nó như là còn chưa uống đủ no, rung lắc càng thêm phần mạnh bạo, như một con sư tử được oai hùng ngủ say, dưỡng như nó sắp tự phá khối đá kia ra rồi. Chu Nhược Mai bị hù đến nỗi bất giác lui về sau mấy bước. Lệ Uy Long vẫn đứng nguyên tại chỗ tiếp tục quan sát. Song rất bất ngờ là sau một lúc rung lắc dữ dội, thanh kiếm thần kia đã dần dần ổn định lại, cũng không hề làm tảng đá nứt ra. Có điều qua những lần rung lắc kia, phần đá dính liền với thanh kiếm đã nứt và giãn ra rất nhiều rồi. Kiếm khí rét lạnh từ lòng đất tản mát lên, càng thêm khí thế bức người. Thi hàm còn đang ở bên ngoài, em lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất anh nhanh rút kiếm ra đi rồi hai ta cùng ra ngoài cứu cô ấy chu nhược mai tự dưng nhớ đến nguyễn tú cẩm còn đang ở ngoài kia cô lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên muốn ra ngoài cứu người sớm một chút được giờ anh sẽ rút thanh bảo kiếm này ra lê uy long nói rồi dùng tay phải bắt lấy chuôi kiếm sau đó dùng sức rút một phát đoàng một thanh âm inh tai nhức óc gầm lên âm hưởng khuếch đại long trời lở đất thanh kiếm thần bị trôn giấu hơn hai năm này cuối cùng cũng bị lê uy long rút ra nương theo kiếm thần được khai quật, một luồng sáng chợt lóe ra vô cùng chói mắt, khiến hang đá được phản chiếu càng thêm sáng rực. Thân kiếm trắng như tuyết, ánh sáng lưu chuyển không ngừng, kiếm khí bắt đầu khởi động, hơi lạnh bức người. Thanh kiếm thần bị chôn giấu hơn 2000 năm này, rốt cục lại được tắm ánh mặt trời rồi. Nó được chôn giấu trong thời gian dài rằng giặc như vậy, song thân kiếm vẫn trắng muốt như tuyết, không có lấy một vết gì sắt nào. Thấy tình hình như vậy, hai người lê uy long và chu nhược mai vừa mừng vừa sợ nếu như rút được thanh kiếm thần này ra rồi tức là có thể dùng nó làm chìa khóa mở cửa hang đá thành công rồi tiểu lâu thính vũ không ngờ tên của thanh kiếm thần này lại thơ như vậy chu nhược mai bỗng thấy được trên thân kiếm có khắc một hàng chữ nhỏ ngạc nhiên nói tiểu lâu thính vũ có thể hiểu là ngồi trong lầu nghe tiếng mưa tí tách rơi lê uy long cũng nhìn thấy bốn chữ tiểu lâu thính vũ phồn thể khắc trên thân kiếm anh cũng lấy làm kinh ngạc như cô, đúng thế. Kiếm thần danh bất hư truyền thế này nên phải có một cái tên rất khí phách mới đúng, sao lại gọi là tiểu lâu thính vũ chứ? Kệ đi thôi, uy lực của kiếm thần nào phải ở tên, mà phải ở chính thanh kiếm chứ? Tên tuổi sao không quan trọng, quan trọng là uy lực của kiếm. Chu Nhược Mai nói, có lý lắm, thanh kiếm thần này có duyên với em, vậy em nhận nó đi thôi. Lê Uy Long nói, hả là sao, sao thanh kiếm thần này lại thành ra có duyên với em vậy? Chu Nhược Mai mù mờ hỏi lại. Ván cờ do em mới phá giải được, cũng là máu của em mới khiến thanh kiếm thần này thức tỉnh. Hiện giờ nó đã uống máu của em rồi, cũng đã nhận chủ, bây giờ em chính là chủ nhân của thanh kiếm thần này. Lê Uy Long nói, một đứa con gái chân yếu tay mềm như em dùng thanh kiếm này làm gì chứ? Em cũng đâu có hợp đánh đánh giết giết, huống hồ thanh kiếm thần này nặng như vậy, nhấc lên cũng không nổi thì nhận có ích gì chu nhược mai trả lời ừ em nói cũng đúng lê uy long cũng cảm thấy thanh kiếm này chẳng có lợi gì với chu nhược mai cả em muốn dạ minh châu thì anh không cho thứ em không muốn thì anh lại cứu cho em thật sự phục anh sát đất luôn đấy hồng phấn tặng giai nhân bảo kiếm trao anh hùng thanh kiếm này cứ cho là em tặng anh đi chu nhược mai nói nó là di sản văn hóa của quốc gia anh cũng không thể chiếm làm của riêng được lê uy long nói thế tùy anh thích lấy thì cứ lấy thôi chu nhược mai đáp lại hai ta ra ngoài trước rồi nói sau lê uy long cũng lo lắng mình và chu nhược mai vào đây lâu như vậy nguyễn tú cẩm ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm đồng thời anh cũng lo bọn phản cương không thu được tín hiệu của mình nên tự tiện hành động đánh sập căn hầm dưới lòng đất này chờ đã chu nhược mai đột nhiên lên tiếng còn chờ gì nữa lê uy long hỏi trên đất có một cái hộp nhanh mở ra xem xem trong có cái gì Chu Nhược Mai chỉ vào đống đá mới nổ nát vụn kia. Lệ Uy Long cúi đầu nhìn qua thì quả nhiên một chiếc hộp cổ kính nằm trong đống đá vụn nơi thanh kiếm thần tách ra. Chắc chắn chiếc hộp này đồng bộ với thanh kiếm thần kia. Được, Lệ Uy Long lập tức nhặt hộp lên rồi mở ra. Lúc chiếc hộp kia được mở ra, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đồng thời nhìn thấy được thứ đang đựng trong hộp, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Chương 383 Hiên Viên Cửu Kiếm trong hộp là một cuốn sổ tay, bìa ngoài cuốn sổ là bốn chữ thiên viên cửu kiếm. thiên viên cửu kiếm, chẳng lẽ đây là kiếm phổ của nhâm phách viên? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Hẳn là vậy, Lệ Uy Long cũng cảm thấy cuốn số này chắc hẳn là kiếm phố nhâm phách viên, dù gì nhâm phách viên cũng là kiếm khách thiên hạ đệ nhất thời bấy giờ, kiếm pháp của ông ta chắc chắn là kiệt xuất hơn cả thiên hạ. Nếu ngay cả bảo kiếm của mình ông ta cũng đặt ở đây, vậy thì cũng sẽ viết kiếm pháp mình sáng tạo ra thành kiếm phổ cùng chôn ở nơi này để tránh việc kiếm pháp của mình bị thất truyền vậy anh nhanh mở cuốn kiếm phổ đó ra xem xem chu nhược mai thúc giục lê uy long nghe lời cầm cuốn sổ tay kia lên tùy ý lật qua lại xem thử phát hiện phần giới thiệu bên trong thật sự là kiếm pháp đúng là như vậy đây chắc hẳn là kiếm phổ do nhâm phách viên viết ra lê uy long nói vậy thì tốt quá anh không những nhận được bảo kiếm của ông ta mà còn chiếm được cả kiếm pháp nữa anh tranh thủ học chút đi chu nhược mai nói học kiếm pháp gì mà học hiện tại cũng đâu phải thời đại vũ khí lạnh nữa học kiếm pháp thì có ích lợi gì kiếm có lợi hại hơn vũ khí hiện đại không lê uy long nói nhưng mà tinh thông kiếm pháp sau này sâu lâu với người ta có thể chiếm được ưu thế rất lớn chu nhược mai nói khoan bàn chuyện này anh ra ngoài cứu nguyễn tú cẩm trước đã Lệ Uy Long cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần phải đi học đống kiếm pháp này, bởi vì anh là hổ soái hộ quốc quyền khuynh thiên hạ, rất nhiều chuyện không cần phải tự thân vận động. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, tất có thiên quân vạn mã chạy tới đối phó. Hơn nữa kiếm pháp có ghê gớm mấy đi nữa cũng sao bị nổi vũ khí hiện đại được. Thời đại đã thay đổi, kiếm sớm đã trở thành thứ vũ khí thô sơ lạc hậu từ lâu rồi. Được rồi, mình cứu Nguyễn Tú Cẩm đã, hai ta cùng ra ngoài cứu cô ấy chu nhược mai đột nhiên nhớ tới việc nguyễn tú cẩm vẫn còn ở trong tay kẻ địch cô cũng muốn đi cứu cô ấy không em đừng ra em ở lại trong hang đá này đi lê uy long nói tại sao em không thể đi ra ngoài chu nhược mai hỏi bởi vì em có ra ngoài cũng không giúp gì được cho anh cả mà còn trở thành vướng bận nữa anh không những phải cứu nguyễn tú cẩm mà còn phải phân tâm để bảo vệ em độ khó sẽ cao hơn nhiều lê uy long trả lời nhưng em ở một mình trong hang em sợ chứ chu nhược mai nói sau khi cứu được nguyễn tú cẩm anh sẽ mang cô ấy về lại hang đá ngay lập tức lê uy long nói hai người còn về lại hang đá thì không phải đang dẫn sói vào nhà à để những tên lính đánh thuê kia cướp đi những bảo tàng này chu nhược mai nói đừng quên thanh bảo kiếm này không chỉ mở ra cửa đá mà còn có thể đóng lại nữa xoay qua trái là mở cửa xoay qua phải là khép lại anh cứu nguyễn tú cẩm mang vào đây xong sẽ khởi động đóng cửa ngay lập tức lê uy long nói được rồi em nhớ ra rồi đúng là có chuyện như vậy thật chu nhược mai ngẫm lại những dòng giới thiệu văn học kia đúng là thanh bảo kiếm đó có chức năng này thật sau đó cô lại bảo nhưng mà chúng ta cứ núp trong hang đá mãi cũng không phải cách hay bọn lính đánh thuê kia đứng ngoài canh chừng thời thời khắc khắc chẳng lẽ chúng ta cứ ở lì ở đây mãi đợi anh ra ngoài sẽ làm nhiễu loạn bọn chúng sau đó để người phản cương dẫn tới đối phó nhân dịp loạn lạc tiêu diệt những tên lính đánh thuê này gọn lẹ lê uy long nói anh đã tính toán xong xuôi cả rồi sau khi bản thân xông ra ngoài cứu nguyễn tú cẩm vào xong sẽ ấn cơ quan cảm ứng qua trái để bọn phản cương đánh nhau ngoài đó đạt được chiến thuật trong ứng ngoài hợp một cách hiệu quả chỉ cần bọn thiên thành chiếm đóng được tầng hầm dưới lòng đất này anh sẽ lập tức đưa nguyễn tú cẩm vào hang đá trốn chuyện còn lại cứ để bọn phản cương làm là được chỉ cần bản thân và Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm đều trốn vào hang đá thành công, bọn Phàn Cương sẽ có thể yên tâm tấn công mạnh mẽ, không cần phải lo lắng sẽ khiến bọn anh bị thương nữa. Bọn Phàn Cương chỉ có chừng 20 người, liệu có thể đánh thắng được nhiều lính đánh thuê như vậy không? Chu Nhược Mai lo lắng hỏi. Hiện giờ đã qua lâu như vậy rồi, viện quân Hạ Hải Hoa phái tới cũng đã sớm tới nơi rồi. Dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế, chỉ cần đánh cho bọn lính đánh thuê kia trở tay không kịp là dễ dàng tiêu diệt được thôi. Lê Uy Long nói, được, vậy anh nhanh ra ngoài cứu Nguyễn Tú Cẩm vào đây đi. Chu Nhược Mai rục rã, chương 384 em bảo quản giúp anh. Được, cuốn kiếm phổ này em bảo quản giúp anh đi, khi nào rảnh anh sẽ luyện kiếm đôi chút, cứ xem như là để nâng cao sức khỏe là được. Lê Uy Long nói xong rồi giao kiếm phổ hiên viên cửu kiếm cho Chu Nhược Mai. Vậy anh phải cẩn thận đó, em ở trong hang đá chờ bọn anh đi vào nhé. Chu Nhược Mai nhận lấy kiếm phổ, lưu luyến dặn dò Lê Uy Long. Ừ, em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận, anh chắc chắn sẽ cứu Nguyễn Tú Cẩm vào đây. Sau đó em cứ trốn trong góc đi, đừng đứng đối diện cửa, tránh để khi mở cửa, những lính đánh thuê kia nã đạn chúng vào người em. Lê Uy Long cũng dặn dò. Vâng, em hiểu rồi, đạo lý đơn giản như vậy, đương nhiên Chu Nhược Mai hiểu được. Lúc này, Lệ Uy Long đột nhiên phát hiện đúng quần Chu Nhược Mai có vài vết máu, mặc dù vết máu đỏ thấm thấm vào quần vải đen không quá rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy được xương xương. Thế nên anh lặng lẽ cởi áo khoác ra quấn quanh hông Chu Nhược Mai, che đi vết máu dính trên đúng quần cô. Anh lấy đồ mình quấn lên người em làm gì? Chu Nhược Mai chẳng rõ hành động khác thường này của Lệ Uy Long có ý gì. Quần em có dính ít máu, để tránh làm kẻ khác thấy nên anh dùng áo giúp em quấn lại. Lê Uy Long trả lời. Chu Nhược Mai nhất thời đỏ cả mặt, biết được máu của mình nhiễm đỏ cả quần. Hành vi chăm sóc tinh tế này của Lê Uy Long khiến lòng cô ấm áp hẳn lên. Không ngờ gã trai IQ thấp này còn có một mặt tinh tế như thế. Anh có biết xấu hổ không đấy, cứ chằm chằm vào nơi đó của người ta. Chu Nhược Mai gắt lên. Anh, anh chỉ vô tình thấy thôi. Mặt già Lê Uy Long đỏ lên ấp úng giải thích. Được rồi, đừng giải thích nữa nhanh ra ngoài cứu Nguyễn Tú Cẩm đi." Chu Nhược Mai nói. "Được, em núp kỹ vào nhé, giờ anh ra luôn đấy. Thanh kiếm này thần kỳ như vậy, vừa hay để sử dụng xem uy lực thế nào." Lệ Uy Long nói xong rồi cầm thanh kiếm thần tên Tiểu Lâu Thính Vũ đi ra cửa đá. Chu Nhược Mai cũng không làm phiền anh thêm nữa, cô vội vàng tìm ngõ ngách núp vào. Lệ Uy Long đi tới sau cửa đá, tay trái cầm cơ quan cảm ứng, tay phải cắm kiếm vào khe hở bên phải cửa đá sau đó xoay qua bên phải bên ngoài cửa đá khi nguyễn tú cầm bị những tên lính đánh thuê kia cởi trói nhân dịp bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị cô giật lấy một khẩu súng lục trong tay một trong đám lính đó nhanh như chớp sau đó nhắm vào ngay đầu của mình chúng mày nhanh tránh ra cho tao nếu không tao chết ngay luôn cho chúng mày coi sau khi nguyễn tú cầm cầm súng nhắm vào đầu cô hét lớn một câu sự thay đổi đột ngột này khiến gióc harry và bọn lính đánh thuê trở tay không kịp đồng loạt kinh hãi vốn nguyễn tú cầm sắp sửa trở thành đồ chơi cho bọn chúng hưởng thụ không ngờ bước sau cùng lại bị cô đoạt súng dùng cái chết bức bách bọn mày tránh ra trước đã cô nguyễn có gì chúng ta từ từ nói cẩn thận súng ống gióc đương nhiên không muốn chưa kịp chơi một cô nàng xinh đẹp như vậy thì cô ta đã hương tiêu ngọc vẫn trước mặt mình cho dù cô ta có muốn chết thì cũng phải chờ hắn chơi cho đã đã rồi mới đi chết được nếu không thì quả thực là quá phí của trời Bọn lính đánh thuê thấy Nguyễn Tú Cẩm muốn tự tử cũng sợ hãi không thôi, đương nhiên chúng cũng không muốn cô lại chết ngay lúc này, thấy róc ra lệch, bọn chúng đều dối giết tránh ra, cách xa Nguyễn Tú Cẩm. Chúng ta không có chuyện gì hay mà nói cả, tao có chết cũng sẽ không khiến các người thực hiện thành công được. Nguyễn Tú Cẩm đã sớm muốn dùng cái chết để bảo toàn trong sạch rồi. Thay vì bị đám lính đánh thuê đông đúc như sói như hổ này dày xéo, còn không bằng giải thoát cho thống khoái. Thà chết chứ không chịu nhục. Cô bình tĩnh chút đã nào, bỏ súng xuống, chúng tôi không bắt nạt cô nữa là được chứ gì. Zock muốn đợi cô thả lỏng cảnh giác rồi nhân cơ hội đoạt lại súng trong tay cô. Nhưng Nguyễn Tú cầm đâu phải kẻ ngu, cô biết bị nhiều người vây quanh như vậy, chạy thoát là chuyện không thể nào, thế nên ngón tay cô đã từ từ bóp cò rồi. Chương 385 súng nổ. Zock, Harry và đám lính đánh thuê đều bị dọa sợ bởi hành động sắp sửa nổ súng của Nguyễn Tú cẩm ngay cả lão tôn quốc tài cũng không muốn Nguyễn Tú Cẩm cứ vậy mà chết đi. Thật ra ông ta cũng muốn chơi đùa với một cô gái trẻ trung nhưng Nguyễn Tú Cẩm vậy, nhưng sĩ rằng mình là vua cờ, ngại nói ra tâm tư. Nhưng cứ cho là không thể tự sách súng ra trận được, thế thì nhìn cô bị kẻ khác chơi cũng đủ sướng rồi. Cô Nguyễn, cô khoan hắng xúc động quá, bỏ súng xuống trước đã, tôi dùng nhân cách của vua cờ cam đoan, tôi sẽ không thể bọn họ thương tổn cô. Tôn quốc tài ra vẻ đạo mạo nói nguyễn tú cẩm nghe thấy tôn quốc tài nói như vậy thì thoáng sửng sốt sau đó hỏi lại bọn họ sẽ nghe lời ông sao có mà tôi là vua cờ ít nhiều gì họ cũng sẽ cho tôi chút mặt mũi tôn quốc tài nói xong lặng lẽ liếc dóc một cái róc lập tức hiểu ý tôn quốc tài vội nói đúng thế ngài tôn quốc tài đây có danh tiếng rất cao ở nước ý chúng tôi ngài ấy nói gì chúng tôi cũng sẽ nghe hết cô bỏ súng trước đã nguyễn tú cẩm hơi do dự nếu có thể sống sót thì ai lại muốn chết chứ? Hơn nữa cô còn đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, mơn mởn như sắc hoa, cuộc sống còn có rất nhiều chuyện tuyệt vời mà cô còn chưa kịp trải nghiệm, cho dù chỉ có chút hy vọng sống nhỏ nhoi, cô cũng vẫn muốn tiếp tục sống sót. Chấp cơ hội này, Harry nhanh chóng ra tay bắt được bàn tay cầm súng của Nguyễn Tú Cẩm. Hắn là vua của giới lính đánh thuê, thân thủ đương nhiên cực kỳ xuất sắc, Nguyễn Tú Cẩm còn chưa kịp phản ứng lại thì khẩu súng trong tay đã bị Harry cướp đi rồi sau khi Harry cướp súng khỏi tay cô, hắn thuận tiện đẩy ngã cô xuống đất. Đám lính đánh thuê còn lại lập tức tiến tới như sói vồ mồi, ấn chặt tay chân Nguyễn Tú cẩm xuống đất không cho cô dẫy ruộng. Nguyễn Tú cẩm nhất thời kinh hãi hô lớn, bọn mày định làm gì, mau thả tao ra. Ha ha, cô Nguyễn à, cô đừng sợ, tôi sẽ dịu dàng thôi. Gióc thấy Nguyễn Tú cẩm đã bị khống chế, lập tức nổi thú tính đi tới. Nếu mày dám đụng vào tao, tao sẽ chết ngay cho mày xem. Nguyễn Tú cầm cảnh cáo. Bây giờ á, khó lắm đấy. Muốn chết, cũng phải để bọn ta chơi đã rồi chết sau. Sóc nói. Ngài Tôn, ngài cứu tôi với. Không phải ngài đã bảo đảm sẽ không để bọn chúng làm hại tôi hay sao? Nguyễn Tú cầm bắt đầu cầu cứu Tôn Quốc Tài. Cô Nguyễn, cô sai rồi. Tôi chỉ là một người biết đánh cờ bé nhỏ mà thôi. Bọn họ không bao giờ nghe lời tôi cả đâu. Tôn Quốc Tài cười nói. Đồ lão già dâm dục chết dẫm, lão dám đùa bỡn tôi. Dù gì lão cũng là người Trung Quốc cơ mà, sao lão lại đi vẽ đường cho hưu chạy, nối giáo cho giặc chứ? Nguyễn Tú Cẩm cực kỳ tức giận, cô không ngờ tôn quốc tài lại lừa mình. Cô sai rồi, tôi đã sớm nhập quốc tịch nước Ý, ra sức vì nước Ý rồi. Tôn quốc tài nói, cho dù lão không phải người Trung Quốc, nhưng lão cũng là vô cờ cơ mà, tu dưỡng cần có đâu. Sao lão lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Nguyễn Tú Cẩm nói. Lúc này Gióc nói với nói với Tôn Quốc Tài, Ngài Tôn đây trung thành vì nước Ý, chúng ta đều đã biết rõ rồi, người đẹp này, không bằng Ngài đây cũng tới tham gia đi. Đây là chuyện của thanh niên các cậu, lão già tôi đây sao có thể làm vậy được Tôn Quốc Tài nói. Không có gì phải ngại cả, trong lòng đất tối tăm này, muốn chơi thế nào cứ việc chơi thế đó, sẽ không có kẻ nào truyền đi cả, ông không cần phải băn khoăn. Gióc nói, được, vậy tôi đây đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Tôn Quốc Tài cũng không muốn giả bộ nữa, lập tức đồng ý. Được, vậy thì để tôi chơi xong, rồi đến lượt Harry, sau đó là ông, tiếp đó là thủ hạ Harry cứ lần lượt mà tới. Zock nói, "Được, vậy cậu nhanh bắt đầu đi." Tôn Quốc Tài cũng có phần nóng lòng. Chương 386 biến. Lão già chết tiệt, đồ già mà không nên nết, thứ vô liêm sỉ hết thuốc chữa, lão sẽ không bao giờ chết tử tế được đâu. Nguyễn Tú Cẩm thấy lão già tôn quốc tài kia cũng tính tham dự vào, cô tức phát điên. Nếu bị một lão già đanh khú đế như ông ta chơi thì còn tẩm hơn cả nuốt phải ruồi nữa. Lúc này, Dóc đã đi tới dưới chân Nguyễn Tú Cẩm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Nguyễn Tú Cẩm liều mạng giấy ruộng, song hai tay hai chân đều bị mấy tên lính đánh thuê giữ chặt bất đắc dĩ, cơ bản là không thể nào tránh thoát được. Cô Nguyễn, đừng phí sức vô ích nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi, chơi vui vẻ với bọn này một lát. Sóc nói, đừng chạm vào tao, nếu ai dám chạm vào tao, chờ Lê Uy Long ra ngoài, anh ấy chắc chắn sẽ giết sạch chúng mày. Nguyễn Tú Cẩm không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy Lê Uy Long ra hù. Ha ha, cô đừng mơ mộng viển vông nữa, nếu Lê Uy Long dám ra ngoài thì, kẻ phải chết chắc chắc là hắn, chứ không phải bọn này. Có gan thì cô gọi hắn ra thử mà xem, Sóc cười như điên nói. Lê Uy Long, anh làm gì trong đó với Chu Nhược Mai vậy? Mau ra đây cứu tôi với. Nguyễn Tú cầm mặc kệ Lê Uy Long có nghe thấy được hay không, la lớn lên. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng vang ầm ý truyền tới, khiến những con người đang trong trạng thái kích động kia nhất thời giật mình. Tất cả rối rít quay đầu lại thì thấy cánh cửa đá vô cùng chắc chắn kia đang từ từ tách qua hai bên. Mà nương theo cửa đá mở ra, bọn họ còn thấy Lê Uy Long cầm theo một thanh kiếm lớn sáng choang, đứng giữa hai bên cửa. Đương nhiên bọn họ cũng thấy được khung cảnh vàng son lộng lẫy trong hang đá kia, và cả những trang phục tinh xảo quý giá nữa. Trong khoảnh khắc cửa đá mở ra, Lệ Uy Long cũng thấy được cảnh tượng Nguyễn Tú Cẩm bị một đám người đẩy ngã xuống đất, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Gióc, Tôn Quốc Tài và Nguyễn Tú Cẩm. Sau khi biết được những tên cầm thú này thực hiện chuyện cả người lẫn thần đều phẫn nộ, phát rồ này với Nguyễn Tú Cẩm, Lệ Uy Long nổi cơn lôi đình trong nháy mắt, sát khí chợt tăng vọt, kiếm thần trong tay tràn đầy sát khí thanh kiếm thần tuyệt thế tiểu lâu thính vũ này đã bị chôn giấu suốt hơn 2.000 năm, sớm đã đói khát khó nhịn rồi. Nguyễn Tú cảm thấy mình mới la lên đã thấy Lệ Uy Long ra ngoài, hơn nữa anh còn đằng đằng sát khí đi ra như vậy, lại còn cầm theo một thanh kiếm sáng choang lạnh băng như thế, cô không dám tin vào hai mắt của mình luôn, cứ nghĩ là mình bị ảo giác rồi. Gióc thấy trong tay Lê Uy Long nhiều hơn một thanh kiếm to lớn lạnh lẽo bức người, trong lòng cũng hoảng hốt, không hiểu vì sao anh tự dưng lại có một thanh kiếm lớn như vậy. Mau nổ súng, giết chết Lê Uy Long, giọng thầm sợ hãi, lập tức hạ lệnh trừ khử Lê Uy Long. Lính đánh thuê đứng trong hầm lập tức nổ súng về phía Lê Uy Long. Từ lúc cửa đá ra, Lê Uy Long đã chuẩn bị hết rồi, thấy đám lính kia toàn bắn mình, anh lập tức nâng kiếm sông lên, quét cho một họ một kiếm. Trong phút chốc, một ánh chớp trắng sắc bén chợt lóe qua, kiếm khí như tạo thành hình cầu vồng thanh kiếm trực tiếp chém ngang hàng lính đánh thuê trước mặt thành hai khúc. Mà kiếm khí vẫn còn đang ở dạng hình bán nguyệt, tiếp tục xông về phía trước, khiến đám lính đánh thuê ở hàng sau cũng bị chém thành hai khúc. Thấy được tình hình như vậy, Lệ Uy Long nhất thời cực kỳ kinh ngạc, không ngờ thanh kiếm có tên tiểu lâu thính vũ này lại có uy lực to lớn như thế, lại còn có thể phát ra kiếm khí. Jock, Harry, Tôn Quốc Tài, Nguyễn Tú Cẩm, cùng với đám lính đánh thuê còn chưa chết kia, thấy thanh kiếm trong tay Lệ Uy Long thần kỳ như thế, tất cả đều sợ ngây người. Lệ Uy Long biết một trận chiến ác liệt đã mở màn rồi, hiện giờ chính là thời cơ trong ứng ngoài hợp tốt nhất, thừa dịp mọi người còn đang kinh hãi, tay trái lập tức xoay cơ quan cảm ứng qua trái. chương 387 chờ lệnh. Lúc này, ở phía trên cửa hang, Thiên Thành cứ nhìn chằm chằm đồng hồ, 8 phút đã trôi qua, còn hai nữa là đủ 10 phút. Nếu trong 2 phút này, anh ta vẫn không nhận được tín hiệu từ Lê Uy Long, anh ta sẽ tự mình hành động, mang cả đội xuống hang ngầm này. Để cứu Lê Uy Long, cho dù có phải cái giá đắt đó là thương vong nghiêm trọng của cả đoàn cũng không thể trùn bước. Hà Ngọc Lan và những lính đặc trùng tinh anh cùng với quân đội tinh nhuệ do Minh Hải phái tới đều đã đứng trước cửa hang, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Chỉ chờ Thiên Thành ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức hành động. Hà Ngọc Lan cùng 20 người lính đặc trùng đã nắm chắc dây thừng, Bọn họ đi theo Lê Uy Long nhiều năm như vậy, là thuộc hạ dưới trướng tất nhiên sẽ đánh trận đầu. Mà đúng lúc này, máy cảm biến trong tay Thiên Thành chợt lóe sáng, đồng thời còn vang lên tiếng báo động. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của hộ soái, chúng ta phải tấn công xuống dưới ngay lập tức, cùng hộ soái trong ngoài phối hợp. Thiên Thành kích động hét lớn. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh của Lê Uy Long sẽ không còn là tự tiện hành động nữa hà ngọc lan cùng đám người lính đặc trùng đã ở trong tư thế sẵn sàng vừa nghe thấy hiệu lệnh của thiên thành bọn họ lập tức nhảy theo dây thừng trượt xuống dưới thiên thành cũng dẫn đầu làm theo sau đó đoàn người mà minh hải phái tới cũng nắm lấy dây thừng rồi nhảy xuống lúc này ở trong hang động sau khi lê uy long ấn nút trên máy cảm biến biết được đám người thiên thành sẽ hành động ngay nên anh lập tức vung kiếm chém vào mấy người lính đánh thuê đang canh giữ cửa hang trong khoảnh khắc đó Hào quang kiếm khí phóng ra như cầu vồng, quét ngang lao ra. Ngoài, à, 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 đám lính đánh thuê ở hang động còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí giết chết. Nhưng mà hào quang kiếm khí bao phủ khoảng cách cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 10 mét, không thể giết hết đám lính đánh thuê này. Lệ Uy Long không ngờ uy lực của thanh tiểu lâu thính vũ này lại mạnh như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng, lúc trước anh thật sự đã đánh giá thấp thanh thần kiếm này nghĩ rằng thanh kiếm này không phù hợp với dạng chiến đấu như hiện nay không nghĩ tới lại có uy lực lớn như vậy còn tốt hơn so với một khẩu súng đúng là tên của thanh kiếm không quan trọng quan trọng là uy danh của thanh kiếm anh thật sự không hiểu tại sao năm đó hiên viên bá lại lấy một cái tên tao nhã như vậy cho thanh kiếm khí phách bá đạo này chẳng lẽ kiếm khách số một năm đó cũng là một người tao nhã thích sự kết hợp giữa thơ và kiếm mau nổ súng bắn chết anh ta harry định thần lập tức hạ lệnh nổ súng. Những tên lính đánh thuê vây xung quanh Harry liền dơ súng lên sẵn sàng nhắm vào người Lê Uy Long. Đám lính đánh thuê đang trông chừng Nguyễn Tú Cẩm cũng vội vàng buông Nguyễn Tú Cẩm ra, đứng dậy chĩa thẳng súng vào người Lê Uy Long. Còn mấy người đang canh giữ cửa hang biết bên trong đã xảy ra tình huống bất ngờ liền xông vào trong, bọn họ cũng không dám nổ súng bởi vì Harry và Jock cùng rất nhiều đồng bọn đều đang ở đây, nếu nổ súng có thể vô tình làm bọn họ bị thương. Lê Uy Long thấy Nguyễn Tú Cẩm đang nằm trên mặt đất sẽ không bị kiếm khí làm bị thương cho nên anh không một chút do so dự lập tức vung kiếm về mấy người đang chuẩn bị bắn anh. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí uy nghiêm lại phóng ra ngoài, trực tiếp chém mấy tên lính đánh thuê kia làm đôi. Harry, Jock cùng tôn quốc tài thấy thanh kiếm trong tay Lê Uy Long quá mạnh mẽ, tất cả đều tái mặt hoảng sợ, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Bọn họ không ngờ thanh kiếm trong tay Lê Uy Long lại kinh khủng như vậy uy lực của nó vượt xa sức tưởng tượng. Nguyễn tú cẩm nằm trên mặt đất, thấy đường kiếm mạnh mẽ của Lệ uy Long như vậy cũng rất kinh ngạc. Lệ uy Long chỉ đi vào căn phòng đá một lần, khi đi ra lại có thể lợi hại như kiếm khách trên TV. Cô ấy thật sự không ngờ ngay tại lúc nguy cấp nhất, Lệ uy Long lại kịp thời đi ra cứu cô ấy. Nếu chậm một chút thôi thì có lẽ cô đã gặp tai họa rồi. Những người lính đánh thuê lúc trước trông chừng Nguyễn tú cẩm đã bị kiếm khí của Lệ uy Long giết chết. Lúc này đã không còn ai canh giữ bên cạnh Nguyễn Tú Cẩm nữa. Cô ấy theo bản năng liền đứng lên chạy về phía Lê Uy Long. Thấy thuộc hạ của mình bị chém chết, Harry lập tức rút súng ra nhắm ngay Lê Uy Long bắn một phát. Bang, là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê này, tốc độ nổ súng của Harry cực nhanh. Một viên đạn bay nhanh về phía Lê Uy Long. Bùm, Lê Uy Long giơ ngang thanh kiếm lên chặn viên đạn viên đạn va chạm với thanh kiếm nhưng trên thân kiếm vẫn còn nguyên vẹn harry thấy tốc độ phản ứng của lê uy long quá nhanh thế mà lại có thể dùng thân kiếm đỡ đạn ngay khi lê uy long đỡ được viên đạn đó liền nhảy lên phía trước dùng kiếm đâm harry bởi vì nguyễn tú cẩm đã đứng dậy nên lê uy long không thể vung kiếm quét ngang được nữa chỉ có thể đâm thẳng về phía trước nếu thật sự quét qua kiếm khí chắc chắn sẽ chém nguyễn tú cẩm ra làm đôi trước khi harry phản ứng lại anh ta đã thấy một ánh kiếm lóe sáng đâm thẳng vào tim anh ta. Ưm, ừ, Harry đau đớn kêu lên, thanh kiếm trong tay Lê Uy Long đã đâm sâu vào tim anh ta, mũi kiếm xuyên thấu qua lưng. Harry trợn to hai mắt, miệng phun máu. Hiện tại, Lê Uy Long không muốn lãng phí thời gian ở đây nên anh nhanh tay rút kiếm lại. Máu từ ngực của Harry bắn ra ngoài. Gióc và tôn quốc tài thấy thủ lĩnh của lính đánh thuê khiến cho nhiều nhân vật lớn trên thế giới nghe tiếng cũng phải sợ hãi lại không thể đỡ được một kiếm nhẹ nhàng của Lê Uy Long trong nhất thời khiếp sợ tột độ. Bọn họ chưa bao giờ thấy một thanh kiếm ghê gớm như vậy. Harry loạn trọng mấy bước rồi ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Một thế hệ thủ lĩnh cứ như vậy mà không chịu nổi một đòn đã chết dưới thanh thần kiếm của Lê Uy Long. Tiểu lâu thính vũ vừa xuất hiện, ai có thể chiến đấu với nó? chương 388 đứng trước anh đều không là gì. Nguyễn Tú cảm thấy Lê Uy Long chỉ dùng một kiếm đã giết chết Harry, cô ấy cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt há hốc mồm. Lê Uy Long này luôn là người không gì không làm được, mặc kệ là người tài giỏi như thế nào, đứng trước mặt anh đều giống như một con kiến. Jock thấy Harry đã chết liền biết tình hình không ổn, Harry là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê này, hiện tại thủ lĩnh đã chết thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Lê Uy Long bị dồn đến bước đường cùng, ông ta vội vàng kéo Nguyễn Tú Cẩm lại bên cạnh, dùng tay trái bóp cổ cô ấy, còn tay phải cầm súng chĩa thẳng vào đầu Nguyễn Tú Cẩm rồi hét lớn, bỏ kiếm xuống nếu không tao sẽ giết cô ta ngay lập tức. Nguyễn Tú Cẩm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngờ bản thân lại trở thành con tin một lần nữa, chẳng lẽ cô ấy có số phận làm con tin sao? Lệ Uy Long không thích bị uy hiếp, nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm bị bắt làm con tin, anh không do dự chút nào, lập tức vung kiếm vừa nãy anh đã ra lệnh cho thiên thành tấn công xuống đây nếu bây giờ anh lại bị người khác khống chế thì nhất định sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng cho đội quân của anh với tư cách là tổng chỉ huy của cả một quân đoàn anh không thể khiến cho chúng tướng lĩnh của mình có những thương vong không đáng có chỉ vì một người phụ nữ kiếm khí vừa ra một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên a à, dốc giống lên như một con lợn chết cánh tay phải cầm súng của ông ta đã bị kiếm khí của lê uy long chém nứt rơi xuống đất Tại chỗ bị chém, máu tươi ồ ạt trào ra. Bởi vì cánh tay phải bị chém đau, tay trái đang bóp cổ Nguyễn Tú Cẩm liền buông lỏng. Nguyễn Tú Cẩm vội vàng chạy ra ngoài cách ông ta thật xa. Lệ Uy Long không còn gì để lo lắng, lại vung kiếm lên lần nữa. Thanh kiếm từ trên cao hạ xuống, ánh kiếm cũng từ đó mà ra trực tiếp bổ từ đầu đến chân gióc, một kiếm chém người thành hai nửa. Tên gióc này không tiếc bất cứ thứ gì bằng mọi giá muốn trộm kho báu của Long Quốc cứ như vậy bị thanh thần kiếm tiểu lâu thính vũ chém trở thành xác chết có hai khối thi thể. Nguyễn Tú cẩm chạy đến bên cạnh Lê Uy Long, sau đó quay đầu nhìn gióc, người mới vừa vẫn còn bắt giữ cô ấy, bây giờ đã biến thành xác chết đẫm máu nằm trên mặt đất, cô ấy hoảng sợ hét lớn. À, Nguyễn Tú cẩm ôm chặt lấy eo của Lê Uy Long. Lúc này, Tôn Quốc Tài đã kinh ngạc đến nỗi ngây ra như phóng. Ông già chết tiệt, mau chết đi, Lê Uy Long lạnh lùng thốt ra, vừa nói xong trường kiếm trong tay đã giơ lên hai chân tôn quốc tài mềm nhún quỳ xuống trước mặt lê uy long tha chết cho tôi tôi không muốn chết xin hãy tha cho tôi tôi là người long quốc ông là người của long quốc lại đi nhập quốc tịch đông quốc nối giáo cho giặc cùng những người này làm một ruột, còn muốn hãm hiếp nguyễn tú cẩm làm sao tôi có thể tha thứ cho ông vừa rồi khi lê uy long mở cửa căn phòng đá ra ngoài anh đã nghe được Tôn Quốc Tài cũng muốn tham gia vào chuyện cùng đám người ghê tởm này hãm hiếp Nguyễn Tú Cẩm, loại người đã già rồi còn không nên nết vô liêm sỉ này không thể tha thứ được. Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẵn sàng trở lại Long Quốc, vì Long Quốc làm việc. Tôn Quốc Tài run rẩy nói. Lệ Uy Long đã nghe thấy vô số tiếng bước chân truyền tới từ phía cửa hang, biết được đám lính đánh thuê lập tức sẽ giết đến đây, anh không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Tôn Quốc Tài, khinh thường nói kẻ phản bội Long Quốc như ông nghĩ muốn trở về thì có thể trở về sao? Đừng nghĩ mình là người tài giỏi, ông chỉ là một kẻ hư danh phô trương thanh thế, chơi cờ còn không thể thắng vợ tôi, trở về Long Quốc thì có ích lợi gì? Nói xong, Lệ Uy Long liền vung kiếm lên. Kiếm quang chợt lóe, đầu của tôn quốc tài đã rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất. Máu tươi phun trào bắn tung tóe ra xung quanh. Ông già xấu số này cũng phải chết dưới thanh kiếm của Lê Uy Long. Chương 389 tấn công anh. Lúc này nhóm lính đánh thuê ở ngoài cửa đã tiến vào, bọn họ thấy Harry, Jock và Tôn Quốc Tài đều đã chết, tất cả đều sợ ngây người. Vừa nãy Lê Uy Long đã dùng kiếm giết chết 50 tên lính đánh thuê, lúc này còn khoảng 150 người lính đánh thuê không bị giết chết, tất cả những người lính đánh thuê này đều xông vào. Đoàng đoàng đoàng, những tên lính đánh thuê này bị hoảng sợ, bọn chúng bắt đầu điên cuồng nổ súng về hướng Lê Uy Long lê uy long hơi giật mình nhiều người nổ súng về phía anh như vậy anh không có các nào dùng kiếm để chặn lại tất cả đạn được anh vội vàng dùng tay trái ôm lấy nguyễn tú cẩm lăn vài vòng trên đất sau đó lăn về phía cửa đá vô số viên đạn bay về phía lê uy long và nguyễn tú cẩm nhưng lê uy long và nguyễn tú cẩm vẫn có thể tránh thoát dễ dàng lần đầu tiên nguyễn tú cẩm trải qua trận mưa đạn gai cấn như vậy cô đã bị dọa sợ cả người giống như khúc gỗ mặc cho lê uy long ôm lấy lăn trên mặt đất những người lính đánh thuê kia thấy lê uy long ôm nguyễn tú cẩm lăn trên mặt đất thì lập tức điều chỉnh phương hướng sau đó bắn về hướng lê uy long đoàng 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 tạch 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 ở ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc sau lưng những người lính đánh thuê đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng dữ dội a à, à, à. những người lính đánh thuê kia đều lần lượt trúng đạn kêu la thảm thiết rồi ngã xuống đất lê uy long nhận ra đây là do người của thiên thành dẫn tới giết thiên thành Hà Ngọc Lan và một số người ưu tú dẫn đầu xuống tầng hầm, vừa xuống đến nơi bọn họ liền nhìn thấy đám lính đánh thuê chen trúc chạy vào trong hang. Không cần hỏi bọn họ cũng biết là Lê Uy Long đang đánh nhau ở bên trong nên mới hấp dẫn đám lính đánh thuê này tiến vào. Vì vậy bọn họ lập tức nổ súng điên cuồng về đám lính đánh thuê kia. Đám lính đánh thuê đang định nổ súng về hướng Lê Uy Long nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết thì đều kinh hãi, bọn họ dối rít quay đầu lại nhìn, Lê Uy Long nhân cơ hội này lập tức cầm kiếm lên càn quét xung quanh. Một kiếm này anh vừa ôm Nguyễn Tú Cẩm vừa tung ra. Dù vậy nhưng sức mạnh vẫn không hề giảm đi. Trong phút chốc, thanh kiếm lao ra chém đôi đám lính đánh thuê đang đứng gần đó. Bởi vì Harry đã chết, đám lính đánh thuê này giống như rắn mất đầu, bây giờ lại bị Lê Uy Long và Thiên Thành đánh từ hai phía, bốn bể đều là địch trong nháy mắt làm bọn chúng chết rất nhiều. Ngay lúc này tạ hả hoa phái một đám người tinh nhuệ tới, bọn họ cũng lập tức nhảy xuống hang thiên thành và hà ngọc lan dẫn theo một đám người nhưng họ cũng không dám vì tiện nổ súng chỉ có thể nắm chắc tình huống của địch họ mới dám nổ súng bởi vì bọn họ biết lê uy long ở bên trong bọn họ sợ bắn trúng lê uy long lê uy long dĩ nhiên cũng biết điều thiên thành và mọi người băn khoăn trong hang chỉ dài khoảng trăm mét anh và thiên thành từ phía trước và phía sau tấn công đạn của bọn họ rất dễ bắn trúng anh vì vậy anh lập tức ôm lấy Nguyễn Tú cầm tiếp tục lăn dưới đất, lăn về phía cửa đá vừa lăn anh vừa hét, tôi trốn vào trong thạch hất, dù các người có nổ súng cũng chỉ bắn chết bọn họ mà thôi. Chương 390 không cần anh ra tay. Lệ Uy Long cảm thấy, nếu anh gia nhập vào trận chiến chỉ làm ảnh hưởng tới Thiên Thành và Hà Ngọc Lan mà thôi, làm bọn họ khó ra tay thì chi bằng anh trốn đi. Dù sao viện quân của Tạ Ngọc Hải cũng đã tới, lực lượng của bọn họ đã hoàn toàn chiếm ưu thế nếu để cho bọn họ không lo lắng gì nổ súng hiệu quả còn tốt hơn so với việc trực tiếp chiến đấu. Anh là hộ soái không cần phải tự mình chiến đấu cũng không cần phải đích thân ra trận. Đối phó với bẫy rắn không đầu, đám lính đánh thuê hỗn loạn thì chỉ cần giao cho thiên thành là được. Lệ Uy Long nói xong, cũng nhanh chóng lăn đến cửa thạch thất. Sau đó, Lệ Uy Long ôm Nguyễn Tú cầm nhanh chóng đứng lên, sau đó anh cầm kiếm cắm vào khe hở bên phải cửa đá rồi xoay về phía bên phải sau đó hai bên cửa đá bắt đầu dịch chuyển rồi từ từ đóng lại. Hang cũng không dài, hơn nữa không gian nhỏ hẹp nên tiếng vọng rất lớn, Thiên Thành và Mộ Dung Phiên đều có thể nghe rõ ràng câu nói của Lê Uy Long. Biết được Lê Uy Long đã trốn tới bên trong thạch thất, Thiên Thành liền yên tâm, anh ta tức giận hét to, đánh. Đánh mạnh vào cho tôi, cầm mìn là nổ chết bọn họ đi. Binh sĩ nghe được mệnh lệnh của Thiên Thành bắt đầu điên cuồng càng quất về phía đám lính đánh thuê kia một số người còn đi vào hang sau đó không ngừng ném lựu đạn tạch 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 oanh 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 a a a hỏa lực dày đặc hơn nữa những quả lựu đạn liên tục nổ làm trong hang vang lên tiếng kêu thảm thiết không dứt vô số lính đánh thuê bị nổ chết máu thịt văng tứ tung những người lính đánh thuê này vì trước đó lê uy long làm nhiễu loạn vị trí sau đó lại đột nhiên bị thiên thành đánh lén sau lưng bọn họ bị đánh đến không kịp trở tay bây giờ phải vội vàng ứng chiến nên căn bản không thể ra một đòn phản kích mạnh mẽ nào thiên thành có hỏa lực mạnh hơn nữa chiếm ưu thế về số người họ còn có lựu đạn hang ở đây lại hẹp vậy nên những người lính đánh thuê cũng không có chỗ để trốn chỉ có cách đối mặt một số lính đánh thuê bị thương vội vàng chạy về phía thạch thất họ muốn tìm chỗ để ẩn núp nhưng cánh cửa đá lại đang từ từ được đóng kín lại khi bọn họ chạy đến nơi thì cửa đá đã hoàn toàn đóng lại một tên lính đánh thuê chạy nhanh, lúc anh ta chạy đến cánh cửa đá thì nó liền đóng lại, anh ta liền bị kẹp nát giữa cánh cửa đá. Trong thạch thất, Nguyễn Tú Cẩm thấy tên lính đánh thuê bị kẹp chết tại chỗ, nửa người ở phía sau cánh cửa, máu tươi chảy ròng ròng trên phiến đá, trông rất kinh khủng, nhất thời cô bị dọa sợ đến mức phải hét lớn lên, cô ôm chặt lấy tiêu phá thiêm. Chu Nhược Mai vẫn luôn ở trong thạch thất thấy Lê Uy Long rốt cuộc cũng cứu được Nguyễn Tú Cẩm về, cô vừa mừng vừa lo. Vừa rồi cô nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, cô muốn ra xem nhưng lại lo lắng gây rắc rối cho Lê Uy Long, cho nên cô đành nhẫn nhịn không ra ngoài. Tú Hằng, Chu Nhược Mai thấy cửa đá đã đóng lại, cô lập tức chạy về hướng Nguyễn Tú Cẩm. Nhưng vừa rồi Nguyễn Tú Cẩm bị kinh sợ, mới trải qua một thử thách sinh tử, bây giờ đang rất hoảng sợ, cô ôm chặt lấy Lê Uy Long không buông, hơn nữa cô còn vùi đầu vào lồng ngực Lê Uy Long, căn bản không nghe được Chu Nhược Mai nói lê uy long thấy nguyễn tú cẩm một mực ôm anh không chịu buông ngay trước mặt vợ anh anh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng bây giờ cô đã an toàn mau buông tôi ra đi lê uy long nói nhưng nguyễn tú cẩm giống như bị sợ đến choáng váng vậy cô vẫn ôm chặt lấy lê uy long không thả còn ở trong ngực anh khóc lóc mặt lê uy long đầy vô tội nhìn chu nhược mai anh nói có thể do cô ấy bị dọa sợ cho nên mới ôm anh như vậy vậy anh an ủi cô ấy một chút đi chu nhược mai nói bản thân cô bị hoảng sợ như vậy, cô để chồng mình an ủi một chút cũng không sao. Lệ Uy Long không thể làm gì khác là vỗ vỗ lưng của Nguyễn Tú Cẩm, rồi nói, "Không sao, không sao rồi, cô đừng khóc." Nguyễn Tú Cẩm khóc một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh lại, cô thấy Chu Nhược Mai đang đứng bên cạnh nhìn mình, mà người cô đang ôm chính là chồng cô ấy. Nhất thời cô hơi ngượng ngùng, vội vàng buông Lê Uy Long ra, đưa đầu về phía ngực Chu Nhược Mai. Chương 391 cậu làm tớ hết hồn. Sư Hân, cậu vừa nãy làm tớ hết hồn đấy, tớ còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa. Nguyễn Tú Cẩm nghĩ lại vừa nãy thiếu chút nữa là bị đám người kia thay phiên nhau hành hạ. Tuy chuyện kia đã qua rồi, nhưng trong lòng Nguyễn Tú Cẩm vẫn còn sợ hãi như cũ. Nếu bản thân thật sự bị cưỡng hiếp, bị nhục nhã như vậy, nhất định sẽ sống không bằng chết. Tớ cũng vậy, tớ vừa nãy còn tưởng bản thân không thể ra ngoài được nữa cứ như vậy mà chết ở trong kia sẽ không được gặp lại cậu nữa. Chu Nhược Mai nói. Lúc này Nguyễn Tú cầm nhìn thấy cả một phòng đầy kho báu, cực kỳ kinh ngạc. Sao ở đây có nhiều vàng bạc châu báu vậy? Hai nghìn năm trước có một người tên Hiên Viên Bá đã tìm thấy kho báu này rồi mang về cất giữ ở đây. Chu Nhược Mai trả lời. Lần này chúng ta phát tài rồi, nhiều vàng bạc châu báu như này, chỉ cần tớ lấy một bao thôi là đủ sống dư giả rồi. Về sau tớ sẽ không phải viết tiểu thuyết nữa cũng không cần phải lo nghĩ về tiền bạc nữa nguyễn tú cầm hai mắt mở to phát sáng miệng không ngừng nói đúng vậy nhưng số kho báu này thuộc về long quốc chúng ta không thể chiếm làm của mình được chu nhược mai nói ừ xem ra tớ suy nghĩ nhiều rồi nhìn số lượng vàng bạc châu ngọc nhiều như này tớ nhìn thôi cũng thấy sướng rồi nguyễn tú cầm đột nhiên quay sang nhìn chỗ châu báu kia sự kinh ngạc khó chịu vừa nãy đều đã biến mất thay vào đó là sự phấn khích kích động vàng bạc châu báu đã là cái gì còn có cả dạ minh châu trong truyền thuyết nữa kia chu nhược mai nói lại còn có dạ minh châu dạ minh châu ở đâu nguyễn tú cẩm hỏi viên ngọc phát sáng ở góc kia chính là dạ minh châu chu nhược mai chỉ tay vào viên dạ minh châu mà mình vừa đặt ở trong góc tối kia viên dạ minh châu này thật đẹp đúng vậy tớ dẫn cậu đi xem thứ khác chu nhược mai nói được ở đây nhiều vàng bạc châu báu như này chả trách mấy người nước ngoài kia không ngại trả bất cứ giá nào để có được nó. Nguyễn Tú Cẩm nói. Tiếp theo, Chu Nhược Mai liền dẫn Nguyễn Tú Cẩm ở trong thạch thất đi khắp nơi xem báu vật. Lệ Uy Long nhìn thấy hai cô gái ở bên kia đang định đi dạo xung quanh xem, anh liền để mặc bọn họ đi, tiến về phía cửa. Anh đứng sau cửa đá, bắt đầu xem thời gian, tính toán trận chiến bao giờ có thể kết thúc. Bởi vì sau khi cửa đá đóng thì sẽ không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài chỉ cần trận chiến kết thúc anh liền có thể mang Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ra ngoài. Lúc này ở bên trong lối hang động, người của Thiên Thành không ngừng ném lựu đạn vào bên trong, làm nổ tung giết chết bọn lính đánh thuê đang gào thét thảm thiết kia, máu thịt văng tung tóe. Bọn lính đánh thuê kia từ lúc bắt đầu đã mất đi sự quyết đoán, trở nên vô cùng bị động, binh lính chết nằm ngổn ngang, chỉ có vài người bắn trả lại yếu ớt. Sau một phen ném bom, lựu đạn xả súng mãnh liệt, phần lớn bọn lính đánh thuê đều đã chết. Sau đó, Thiên Thành dẫn Hà Ngọc Lan, lính đặc chủng của mình và đội lính tinh nhuệ của Minh Hải thẳng một đường tiến vào trong dễ như trở bàn tay. Chỉ một lúc, người của Thiên Thành đã đánh tới trước cửa đá. Mấy tên lính đánh thuê đều đã thương, lùi dần về phía trước cửa đá, nhưng phía sau không còn đường lui nữa nên liền bị đánh gục ngay tại chỗ. Gióc, Harry và hơn 200 tên lính đánh thuê của hắn đều đã chôn mình trong hang này. Về phía bên thiên thành thì chỉ có một lính đặc trùng và hai lính tinh nhuệ bị thương, không ai mất mạng. Đương nhiên, trận chiến hôm nay có thể giảm tổn thất chỉ có ba người bị thương, sau đó liền có thể đem nhóm lính đánh thuê mà trên thế giới ai nghe thấy cũng phải sợ hãi của tên Harry kia tiêu diệt hoàn toàn, đều phải nhờ vào thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần trong tay Lê Uy Long. Nếu không phải thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần này giúp Lê Uy Long giết hai tên đầu sỏ dốc và Harry, làm đảo loạn sự sắp xếp an bài trước đó của bọn chúng, hơn nữa còn khiến chúng mất đi thủ lĩnh, như rắn mất đầu thì người của phía Thiên Thành làm sao có thể dễ dàng đánh hạ hết hơn 200 tên lính đánh thuê mà không có thương vong, chỉ có 3 người bị thương. Chương 392 lối đi. Bởi vì lối đi này trước đây chính là nơi được xây lên để cất giữ châu báu, vì vậy hai bên lối đi đều là tường đá, sàn nhà và phía trên nóc cũng được xây dựng lên từ đá, cực kỳ vững chắc. Cũng chính vì vậy mà vừa nãy mặc dù chịu nhiều lần ném bom lựu đạn dung chuyển nhưng lối đi này vẫn không bị sập. Lối đi bề ngang 3 mét, cao 3 mét, mặc dù không phải là quá rộng rãi nhưng cũng không tính là chật hẹp. Trước kia hiên viên bá cho người xây lối đi này kiên cố như vậy chắc hẳn là vì để sau này có thể đến đây đem số kho báu này ra ngoài. Thực ra những lối đi này chỉ có đúng một cửa ra, bởi vì lúc đó hiên viên bá vì muốn để phòng kẻ khác sẽ phát hiện ra số kho báu kia nên liền sai người đi lấp gần hết các cửa ra. Chuyện cách đây 2.000 năm, Do căn bản không thể nào tìm thấy được cửa ra, hắn ta chỉ có thể dựa vào máy dò trên mặt đất loại tiên tiến nhất, từ đó suy đoán ra vị trí đại khái của khu kho báu, sau đó để mấy tên lính đánh thuê này từ phía trên thung lũng hổ Sơn đào sâu xuống dưới, liền có thể thông tới lối đi bên trong. Nói cách khác, trước đó mấy tên lính đánh thuê này chẳng qua chỉ là đứng từ phía trên đào xuống dưới khoảng tầm 50 mét sau đó liền tìm được lối đi, lần theo đường đi rồi tới được cửa đá của phòng kho báu. Trận chiến này thiên thành từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn áp chế được địch, mấy tên lính đánh thuê kia đều không có chỗ ẩn náu cuối cùng rất nhanh liền bị tiêu diệt. Ở nơi chật hẹp, không có chỗ phòng thủ như này, ai chủ động tấn công trước thì người đó có thể chiến thắng dễ dàng. Dưới trận ném lựu đạn oanh toạc vừa rồi, bọn lính đánh thuê kia cực kỳ hoảng loạn, gần như không có cách nào phản kích lại. Nhóm lính tinh nhuệ kia của Minh Hải chỉ có xuống chừng 300 người, đa số còn ở bên trên chưa xuống kịp thì trận chiến đã kết thúc bởi vì dây thường ít, từ bên trên đi xuống cũng phải mất một khoảng thời gian. Có vài người xuống được bên dưới nhưng do quá chật trội không kịp tiến lên giao chiến thì trận chiến đã kết thúc, những người ở phía sau còn chẳng cần bắn phát súng nào. Anh Thiên, trận chiến kết thúc rồi, anh mau ra đây đi. Thiên Thành hô lớn về phía cửa đá. Bởi vì Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng ở bên trong, nên Thiên Thành không thể không đổi cách xưng hô, gọi lại Lê Uy Long là anh Thiên nhưng mà cửa đá vừa nặng vừa dày hơn nữa kín mít gió thổi cũng không lọt vào trong được hoàn toàn cách âm lê uy long ở bên trong căn bản không nghe thấy tiếng gọi của thiên thành anh thiên có thể vào bên trong thạch thất này lẽ nào thế cờ trên cửa đá đã bị phá giải rồi hà ngọc lan nói chắc là bị phá giải rồi nếu không anh ấy làm sao có thể vào được bên trong thiên thành trả lời thế cờ này không biết là chu nhược mai phá giải hay là tôn quốc tài phá giải hà ngọc lan lại nói cái này còn phải hỏi sao tất nhiên là chị dâu phá giải rồi nếu tôn quốc tài có thể phá giải được bọn họ cần gì phải bắt chị dâu tới đây thiên thành nói lúc này càng ngày càng nhiều người tiến xuống dưới lưu bảo thông cũng đã tới bác sĩ lưu có ba chiến sĩ bị thương anh mau chóng chữa trị cho bọn họ đi thiên thành nói tôi biết rồi thế hộ xoái đâu rồi lưu bảo thông hỏi hộ xoái đi vào bên trong thạch thất rồi Thiên Thành trả lời. Nghe thấy vậy, Lưu Bảo Thông cũng không hỏi nhiều nữa, liền lập tức chữa trị cho ba chiến sĩ kia. Lúc này, bên trong thạch thất, hai người đừng xem những thứ kia nữa, nhanh trốn vào một góc nào đó đi, tôi chuẩn bị mở cửa đá đây. Lệ Uy Long dự đoán trận chiến bên ngoài kia chắc hẳn đã kết thúc, liền quay sang nói với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đang xem kho báu bên kia. Anh vội mở cửa làm cái gì? Nếu địch xông vào thì làm thế nào đây? Chu Nhược Mai nói nếu anh đoán không nhầm thì trận chiến ngoài kia chắc hẳn đã kết thúc rồi. Lê Uy Long nói, chương 393 trận chiến kết thúc rồi ư. Đối phương có hơn 200 tên lính đánh thuê, trận chiến sao có thể kết thúc nhanh vậy chứ? Chu Nhược Mai không tin trận chiến nhanh như vậy đã kết thúc. Anh cũng không chắc chắn 100%, vậy nên hai người trước tiên cứ trốn tạm vào góc nào đó, phòng ngừa vạn nhất trận chiến ngoài kia vẫn chưa kết thúc, đạn bắn vào sẽ khiến hai người bị thương. Lệ Uy Long vì lo cho sự an toàn của hai cô gái kia nên bảo bọn họ tạm thời trốn tạm ở một góc nào đó, tránh bị thương nếu như trận chiến bên ngoài kia vẫn chưa chấm dứt. Được, vậy bọn mình trước tiên đi trốn ở góc này đi. Chu Nhược Mai nói xong liền kéo Nguyễn Tú Cẩm đi trốn ở góc bên phải của cánh cửa. Đợi sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ẩn nấp kỹ rồi, Lệ Uy Long liền cầm lấy thanh kiếm cắm vào khe hở trên cửa đá, rồi vặn xoay về phía bên trái, cửa đá dần dần mở cửa đá đã mở nhưng Lê Uy Long không hề nghe thấy tiếng súng nào, biết trận chiến đã kết thúc anh liền bước ra đứng giữa cửa. Anh Thiên, anh cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thiên Thành nhìn thấy Lê Uy Long trong tay cầm thanh kiếm lớn sắc bén, trên mặt kiếm lấp lánh ánh sáng đứng trước cửa, khiến Thiên Thành nhất thời kinh ngạc. Lê Uy Long liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầy những xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, mặt mũi đều bị biến dạng, máu tràn ngập khắp nơi, thì liền biết quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bên chúng ta có bao nhiêu người bị thương lê uy long không hỏi quá trình vừa rồi mà chỉ hỏi kết quả trận chiến báo cáo anh thiên bên địch đều đã bị chúng ta tiêu diệt hết quân lính chúng ta không ai tử vong chỉ có ba người bị thương bác sĩ lưu đang điều trị cho bọn họ trận chiến này chúng ta đại thắng thiên thành nói được làm tốt lắm giờ đưa những binh sĩ bị thương vào bên trong để chữa trị đi bên trong thạch thất có ánh sáng thuận tiện để bác sĩ lưu điều trị Lưu Vĩnh Thiên nói. Rõ, Thiên Thành lập tức sai người đưa những binh lính bị thương kia vào trong phòng. Lưu Bảo Thông cũng vào cùng, tiếp tục chữa trị cho họ. Mọi người lúc này nhìn thấy một phòng đầy kho báu kia, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc. Sao trong này lại có nhiều kho báu vậy? Hà Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi. Số kho báu này được một vị tướng tên là Hiên Viên Bá cất giấu ở đây khoảng hơn 2.000 năm trước, mọi người đều qua đây xem đi. Lê Uy Long giải thích. Nghe thấy vậy, Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người khác lập tức tiến vào trong thạch thất. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Thiên Thành và mọi người tiến vào thì liền biết trận chiến đã kết thúc, quyết định đứng dậy đi ra ngoài. "Chị dâu, Tú Hằng, hai người không sao chứ?" Thiên Thành hỏi. "Bọn tôi không sao, mấy tên lính đánh thuê kia không phải đều bị mấy anh tiêu diệt hết rồi sao?" Chu Nhược Mai trả lời. "Thế cờ trên cánh cửa đá kia là chị phá giải hả?" Thiên Thành hỏi. "Ừ." là tôi phá giải. Chu Nhược Mai đáp, chị dâu thật lợi hại, chị là người phụ nữ độc nhất vô nhị trên thế giới đấy. Cái thế cờ thiên cổ kỳ dị như vậy mà chị cũng phá giải được. Chúng tôi có thể lấy được kho báu này là đều nhờ công lao của chị dâu. Thiên Thành Vi là người tính tình thô lỗ nhưng IQ lại rất cao, nói chuyện lúc nào cũng thật dễ nghe. Quá khen rồi, đây cũng chỉ như là một cái nhấc tay nhẹ thôi, sao có thể coi là lập công được. Các người tiêu diệt kẻ địch, bảo vệ kho báu của long quốc chúng ta đây mới gọi là công lao to lớn nhất chu nhược mai nói nếu không có chị dâu phá giải thế cờ này thì kể cả chúng tôi có tiêu diệt được hết kẻ địch cũng không thể nào vào được bên trong lấy số kho báu này vậy nên không thể không có công của chị dâu thiên thành nói được rồi hai người không cần phải đùn đẩy công lao cho nhau nữa nhanh nghĩ cách để đưa số kho báu này ra ngoài đi lê uy long lên tiếng bây giờ người của gióc đều đã bị tiêu diệt hết Lê Uy Long muốn nắm bắt thời gian xử lý ổn thỏa số kho báu này, sau đó bước tiếp theo chính là đến tịch thu tập đoàn Vương Lôi. "Anh Thiên, số kho báu này chúng ta vận chuyển tới đâu?" Thiên Thành hỏi. "Trương 394 kho báu. Đây là tài sản của Long quốc chúng ta, trước tiên chuyển tới khu quân sự phía nam, sau đó nộp vào ngân quỹ quốc gia." Lê Uy Long nói. "Nhiều kho báu như vậy, chỉ cần để ở khu quân sự phía nam thì sẽ an toàn. Nếu không?" Lại xuất hiện ở đâu ra một nhóm thế lực đối nghịch nào đó muốn đến cướp đoạt kho báu thì thật phiền phức. Ở khu quân sự phía nam kia luôn có quân lính canh giữ, không ai có thể tùy tiện xông vào lấy đi. "Gió, Thiên Thành lập tức sai người di chuyển số kho báu, mọi người nhanh tay lên một chút, đem số kho báu này chuyển lên trên cửa hang, sau đó đưa tới khu quân sự phía nam." Mọi người nghe thấy liền bắt tay vào làm luôn, nhanh nhẹn vận chuyển số kho báu nhóm quân lính hơn 1.000 người do Minh Hải phái tới, đúng lúc đang cần người liền được phân công mang số kho báu này đi. Từng hòm kho báu được đem tới phía dưới cửa hang, sau đó dùng xe ba gác kéo lên trên. Có mấy nhóm lính vẫn chưa kịp xuống thì liền quyết định ở bên trên, giúp đỡ kéo số kho báu kia lên. Số kho báu kia rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, không ai có thể tính toán ra hết được. Chỉ có thể đợi chuyên gia tới mới có thể đưa ra kết luận. Lúc di chuyển hòm dương dạ Minh Châu, chu nhược mai nuối tiếc không thôi trần trừ mãi mới đặt viên dạ minh châu trong tay mình xuống thiên thành thấy vậy liền biết chu nhược mai cực kỳ thích viên dạ minh châu kia đột nhiên lên tiếng chị dâu nếu chị đã thích viên dạ minh châu kia như vậy thì cầm lấy luôn đi nhưng mà đây là tài sản của long quốc tôi không dám lấy chu nhược mai đáp thế cờ kia là chị phá giải như vậy mới khiến cánh cửa mở ra giúp chúng tôi có thể lấy được số kho báu này chị lập được công lớn như vậy tặng cho chị một viên dạ minh châu cũng là điều đương nhiên. Thiên Thành nói, Thiên Thành nghĩ số kho báu này nhiều như vậy, toàn bộ đều là vô giá, mà Chu Nhược Mai Thân là vợ của hộ soái bảo vệ, tặng cho cô ấy một viên dạ minh châu cũng chẳng có gì to tát cả. Lần này có thể diệt hết bọn lính đánh thuê kia, phá được vụ án cướp trộm kho báu, tất cả đều là công của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Nếu Chu Nhược Mai thích viên dạ minh châu kia thì liền tặng luôn cho cô ấy. Thật sao? trong lòng chu nhược mai cực kỳ muốn viên dạ minh châu này nghe thấy vậy tâm trạng cô không khỏi có chút kích động tất nhiên là thật rồi chị dâu thích thì lấy đi thiên thành nói lúc chu nhược mai đang muốn cầm lại viên dạ minh châu vừa được thả xuống thì lê uy long liền lên tiếng đây là tài sản của long quốc ai cũng không thể lấy đi anh thiên chị dâu thích dạ minh châu như vậy thì liền tặng chị ấy một viên đi dù sao kho báu trong đây nhiều như vậy thiếu đi một viên dạ minh châu cũng chẳng sao cả Thiên Thành nói. Không được, kể cả cô ấy là vợ tôi cũng không được. Mọi người cũng vậy, nếu dám cất giấu một chút kho báu làm của riêng thì cũng sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Lê Uy Long nghiêm nghị nói, thân là hộ soái bảo vệ, anh nhất định không cho phép người thân của mình cầm lấy một món tài sản nào của quốc gia. Thiên Thành nhất thời lúng túng, ngượng ngùng quay sang nói với Chu Nhược Mai, chị dâu, anh Thiên không cho phép, tôi cũng hết khách rồi. Bỏ đi, không phải chỉ là một viên dạ Minh Châu sao? trừ có thể phát sáng ra thì cũng chả có tác dụng gì nhà tôi cũng có đèn không có cũng chả sao cả chu nhược mai nhìn lê uy long mặt lạnh ở bên kia trong lòng có chút tức giận nhưng mà cô nhìn sang tất cả mọi người ở trong đây sao ai cũng nghe lời lê uy long như vậy chứ trong lòng cô có chút tò mò về thân phận của lê uy long tại sao khi lê uy long lên tiếng thì không ai dám phản đối lại lời của lê uy long giống như mang một loại uy nghiêm không thể kháng cự tất cả mọi người đều phải nghe theo anh. Suốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Cô đã quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định sẽ phải điều tra rõ thân phận thật sự của Lê Uy Long. Chị dâu, tôi biết chị rất thích viên giả Minh Châu này, chị cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nghĩ cách đem viên giả Minh Châu này tặng lại cho chị. Thiên Thành nói, trong lòng Thiên Thành quyết định rồi, cho dù có phải xin quốc vương Long Quốc, thì cũng phải đem bằng được viên giả Minh Châu này về tặng cô lê uy long không đồng ý cũng không phản đối quốc vương long quốc đồng ý là được thật sự tôi không thích viên dạ minh châu này lắm tôi sớm đã chơi chán rồi chu nhược mai nói sau đó chu nhược mai móc ra cuốn kiếm phổ cửu kiếm hiên viên hỏi lê uy long quyển kiếm phổ này có cần giao nộp không không cần nhưng đưa nó cho anh anh muốn mang về nghiên cứu lê uy long nói xong liền cầm lấy cuốn kiếm phổ cửu kiếm hiên viên trong tay chu nhược mai anh sớm đã biết thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần này lợi hại như nào, bây giờ muốn học một chút cửu kiếm hiên viên. Chỉ khi luyện giỏi kiếm pháp của hiên viên bá thì anh mới có thể khiến thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần này phát huy được hết sức mạnh trong nó. Chu Nhược Mai có chút bất mãn nói, lẽ nào cuốn kiếm phổ này không phải là của Long Quốc sao? Mặc dù cuốn kiếm phổ này thuộc về Long Quốc, nhưng nếu có thể nắm rõ học được hết tất cả mọi thứ trong cuốn kiếm phổ này thì cũng được coi như đem lại cống hiến to lớn cho Long Quốc. Lê Uy Long nói, với thân phận hộ soái bảo vệ, nếu anh học được cửu kiếm hiên viên thì chắc chắn sẽ nâng cao được sức chiến đấu của bản thân, càng có thể bảo vệ tốt Long Quốc. Anh Thiên, thanh kiếm trong tay anh là loại kiếm gì vậy? Thiên Thành hỏi, là bảo kiếm của kiếm khách hiên viên bá, đệ nhất thiên hạ hơn 2.000 năm về trước, nó được gọi là tiểu lâu thính vũ thần. Lê Uy Long nói, thì ra là bảo kiếm đệ nhất thiên hạ từ 2 năm trước, khó trách tuy bị cất giấu đi hơn 2.000 năm, nhưng vẫn phát ra được ánh sáng hào quang xung quanh, đường dao sắc bén, khiến người khác dùng mình. Thiên Thành nói, được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn mọi người đi làm. Lê Uy Long nói, chuyện gì vậy, anh Thiên cứ phân phó. Thiên Thành nói, hiện tại việc một nhóm người của dốc lấy trộm kho báu của Long Quốc chúng ta đã trở thành sự thật. Tập đoàn Vương lôi chứa chấp đám lính đánh thuê của nước ông ta, ăn trộm kho báu của Long Quốc chúng ta, hơn nữa còn có ý đồ ám sát tôi, bằng chứng không thể chối cãi. Lê Uy Long nói, anh Thiên, ý của anh là muốn chúng ta đi bắt người ở tập đoàn Vương Lôi. Thiên Thành nói, không sai, mọi người hiện tại lập tức đi tới tập đoàn Vương Lôi, trên danh nghĩa do đã vi phạm vào tội chứa chấp gián điệp sau đó bắt những người đứng đầu chính của tập đoàn Vương Lôi, hơn nữa đóng băng toàn bộ tài sản của tập đoàn Vương Lôi, tịch thu tập đoàn Vương Lôi. Lê Uy Long nói, Mặc dù Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng có mặt ở đó nhưng Lê Uy Long không tránh nữa mà trực tiếp nói thẳng. Dù sao sớm hay muộn thì hai người các cô ấy cũng sẽ biết thân phận thực sự của anh, cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách tốt. Bởi vì thời gian gấp rút, nhiệm vụ khẩn cấp, nếu cứ tránh không nói như trước sẽ làm chậm chế, lỡ mất việc quan trọng. Gió, thiên thành hô to nhận lệnh. Trước hừng đông sáng mai, nhất định phải làm xong tất cả những việc này. Số kho báu này, giữ lại một vài người xử lý là được. Lập tức điều một nhóm người đi suốt đêm tới tập đoàn Vương Lôi bắt người, để tránh bọn họ nghe được chuyện gì đó mà bỏ chạy, hoặc di rời tài sản đi trước. Lệ Uy Long nói, chương 395 anh làm được. Rõ, tôi lập tức hành động ngay, Thiên Thành nói. Chu Nhược Mai nghe tới đây, cả người liền cực kỳ kinh ngạc. Trước đây, Lệ Uy Long luôn muốn tập đoàn Galaxy sẽ là người chiến thắng sau cùng, sẽ không ngã xuống, Cuối cùng người ngã xuống trước lại là tập đoàn Vương Lôi, hiện tại anh rốt cuộc đã làm được rồi. Chu Nhược Mai thấy, chỉ cần câu nói vừa rồi của Lê Uy Long liền có thể sai người lập tức đi bắt tập đoàn Vương Lôi, điều này càng khiến cô tò mò về thân phận thật sự của Lê Uy Long. Chồng của mình rốt cuộc là người như thế nào vậy chứ, lại có thể có quyền lực lớn như này, dám bắt tập đoàn Vương Lôi của tổ chức tài chính Đông Quốc, hơn nữa còn tịch thu tài sản của bọn họ. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều rất kinh ngạc. Mặc dù trước đây cô đã cảm thấy Lê Uy Long này không hề đơn giản, nhưng lần này cô thật sự đoán không ra thân phận thật của Lê Uy Long rốt cuộc kinh người đến mức nào. Lê Uy Long sau khi phân phó xong công việc liền đến thăm ba chiến sĩ bị thương vừa nãy. Lúc này, Lưu Bảo Thông đã làm xong tiểu phẫu lấy đạn ra khỏi hai chiến sĩ, hiện tại đang làm nốt cho chiến sĩ cuối cùng. Có bác sĩ quân y giỏi như Lưu Bảo Thông ở đây chữa trị, bọn họ dĩ nhiên sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi hỏi thăm ba chiến sĩ bị thương kia, Lệ Uy Long liền quyết định mang Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm trở về. "Sư Hân, Tú Hằng chúng ta trở về thôi." Lệ Uy Long nói. "Được, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng không muốn ở lại trong đây nữa, cả tối nay hai cô đã chịu quá nhiều kinh sợ rồi, bây giờ trời cũng đã sáng, hai người thức trắng cả đêm, cả người đều mệt mỏi, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi." Lúc này, Thiên Thành cũng đã chọn xong một nhóm người tới tập đoàn Vương Lôi anh ta cùng với Hà Ngọc Lan và 20 lính tinh nhuệ, ngoài ra còn mang theo 200 chiến sĩ trong binh đoàn nữa. Đoàn trưởng của binh đoàn ở lại đây giám sát chỉ huy vận chuyển kho báu. Lệ Uy Long cũng đem thanh kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ Thần mang theo về, không có nộp lại. Bởi vì anh cảm thấy thanh kiếm này rất tốt, về sau có thể dùng nó giết kẻ địch trên chiến trường. Cho dù không giết kẻ địch được thì cũng có thể thuận tiện đeo bên người để chỉ huy. Kiếm chính là tượng trưng cho thân phận anh là chỉ huy thống soái của vạn quân, có thanh kiếm này trong tay càng làm tăng thêm uy lực của mình. Lệ uy long đem thanh kiếm này đi, không ai dám lên tiếng. Dẫu sao anh cũng là hộ soái bảo vệ, thanh kiếm thuộc về anh cũng là điều đương nhiên. Lúc từ đáy động đi lên, Lệ Lê uy long để thiên thành đem thanh kiếm này lên trước, bản thân thì ôm dư hân lên. Nghĩ tới Nguyễn Tú Cẩm cũng là con gái, nên Lệ uy long liền bảo Hà Ngọc Lan đưa cô ấy lên. Lệ Lê uy long một tay ôm chu nhược mai, một tay cầm chắc lấy dây thừng, để người bên trên kéo dây, đưa cả hai lên trên. Hà Ngọc Lan cũng dùng cách này, đưa Nguyễn Tú cầm lên. Trong lúc đi lên, Chu Nhược Mai cực kỳ sợ hãi, luôn bám chặt lấy Lê Uy Long. Đương nhiên, Nguyễn Tú cầm cũng sợ hãi không kém, ôm chặt lấy Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan thân là đội trưởng đội đặc nhiệm nên lúc ôm Nguyễn Tú cầm đi lên vô cùng dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Sau khi đi lên trên cửa hang, Thiên Thành trả lại thanh kiếm kia cho Lê Uy Long. Lúc này, 10 chiếc xe tải quân dụng vừa vận tới Thung Lũng Hồ Sơn. Những chiếc xe quân dụng này đều là do Minh Hải phái tới. Bởi vì anh ta đã suy nghĩ tới việc gần Thung Lũng Hồ Sơn không có sân bay, đội lính tinh nhuệ được phái tới cũng không thể ngồi máy bay trở về được nên đã đưa tới 10 chiếc xe quân dụng đón bọn họ về khu quân sự. Những chiếc xe tải quân dụng này đến thật đúng lúc. Vừa vặn chúng ta đang cần phương tiện để vận chuyển số kho báu về khu quân sự phía nam." Lê Uy Long nói. Lúc này, một nhóm lính trên những chiếc xe kia dồn dập đi xuống, tiến tới trước mặt Lê Uy Long chào hỏi. "Các cậu đến thật đúng lúc, đưa số kho báu này lên xe rồi trở về khu quân sự phía nam, cất giữ ở đó." Lê Uy Long ra lệnh. "Rõ," nhóm người kia đồng thanh kêu to. Sau khi giao nhiệm vụ cho bọn họ, Lệ Uy Long đem thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần cất ở phía sau xe Bugatti, sau đó tự mình đưa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm trở về. Thiên Thành cũng đem theo nhóm người của mình xuất phát, đi thẳng tới tập đoàn Vương Lôi. Trên đường trở về, Chu Nhược Mai không nhịn được tra hỏi Lệ Uy Long, Lệ Uy Long, anh mau thành thật trả lời, rốt cuộc anh là ai? Anh là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, Lệ Uy Long nghiêm túc nói. Khoảng thời gian này anh luôn che giấu thân phận của mình, Bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục giấu cô nữa, nên hiện tại trực tiếp nói cho cô biết. Anh bình thường quá khiêm tốn, khiến người khác dễ dàng uy hiếp lộng hành, leo tới trên đầu mình, chỉ có công khai thân phận thật thì anh mới có thể bảo vệ người thân mình tốt hơn. Nếu lúc đầu anh không giấu thân phận của mình, sớm chút công khai thân phận thật thì nhà họ Trương và bang Lion biết tuyệt đối sẽ không dám ra tay với cha nuôi. Cái chết của cha nuôi không chỉ là lỗi của riêng mẹ vợ anh là Tô Ánh Tuyết bản thân lê uy long anh cũng có một phần trách nhiệm nếu tô ánh tuyết biết con rể của mình là hộ soái bảo vệ làm sao còn dám đuổi cha nuôi của hộ soái bảo vệ ra ngoài biệt thự lê uy long rút ra kinh nghiệm xương máu không được quá khiêm tốn nữa quá khiêm tốn sẽ hại chết người bởi vì quá khiêm tốn mà vợ của anh ba lần bốn lượt bị mưu tính bị bắt cóc nhiều lần vô cùng nguy hiểm loại chuyện này không thể phát sinh thêm lần nào nữa nếu không một ngày vợ mình bị hại chết đến lúc đó hối hận không kịp. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nghe Lê Uy Long nói anh là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, nhất thời cả người chấn động tột đỉnh. Chương 396 anh là ai cơ? Anh nói gì? Nói lại lần nữa, Chu Nhược Mai không thể tin vào tai mình, tưởng rằng mình nghe nhầm nên yêu cầu Lê Uy Long nói lại lần nữa. Anh nói, anh là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Đại Long Quốc. Lê Uy Long nói lại lần nữa. Anh không chém gió thì sẽ chết à? anh có thể đừng khoe khoang quá mức như thế không, đừng cứ mà giả danh hộ soái bảo vệ, chuyện này thú vị sao? Chu Nhược Mai bất luận thế nào cũng không dám tin, người chồng nổi tiếng vô năm này mà lại là Hổ soái bảo vệ đệ nhất của Đại Long quốc. Hộ soái bảo vệ đệ nhất của Đại Long quốc, không cần hỏi cũng biết là người dưới một người, trên vạn người. Nếu không phải thế, thì cũng là một trong số ít những nhân vật máu mặt ở Đại Long Quốc. Làm sao có thể, nếu Lê Uy Long thực sự có thân phận hiển hách như vậy, làm sao anh ta có thể cưới một người phụ nữ xuất thân từ gia đình hạng hai hoàn toàn không môn đăng hậu đối hơn nữa nếu thật sự là hộ soái bảo vệ đệ nhất của đại long quốc ba năm nay làm sao có thể để người khác trách phạt ba năm liền bị mắng là phế vật âm thầm chịu đựng vì vậy cô cảm thấy rằng lê uy long nhất định là đang đùa đang chém gió điều mà cô không biết là nguyên nhân vì sao lê uy long trở nên vô dụng trong ba năm qua là bởi vì anh đã bị phong kim phong ấn cởi giáp thoái lui, không quyền không chức, không được nhận bổng lộc. Anh muốn trở nên oai phong cũng không thể oai phong được. Ừ, Lệ Uy Long, anh có thể nghiêm túc hơn được không? Thành thật mà nói, tôi cũng rất tò mò về thân phận thật sự của anh, vì vậy anh hãy nói sự thật và đừng đùa với chúng tôi nữa. Nguyễn Tú Cẩm cũng không tin thân phận của Lê Uy Long đã cao đến mức như thế, cho rằng anh đang nói đùa. Tôi đang nói thật đây, tôi thực sự là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Đại Long Quốc lê uy long than thở không ngờ mình nói nghiêm túc mà họ lại tưởng rằng đang nói đùa em biết anh đang nghiêm túc mà chém gió nếu anh còn che giấu em không để ý đến anh nữa nói ra thân phận thật sự khó như vậy sao chu nhược mai nói rốt cuộc thế nào các người mới tin anh lê uy long khóc không ra nước mắt vốn đã nói sự thật tại sao họ lại không tin anh là hộ soái bảo vệ đệ nhất của đại long quốc làm sao để mắt đến em chu nhược mai nói bởi vì em là mỹ nữ đệ nhất của thành phố đà lạt tại sao anh không để mắt đến em hơn nữa trước khi kết hôn anh không phải đã nói điều đó rồi sao hồi đó em đã cứu mẹ anh và anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên lê uy long nói báo ân có muôn vàn cách muốn báo đáp cũng không nhất định phải cưới ta là hộ soái bảo vệ đệ nhất của đại long quốc bao nhiêu con nhà quyền quý muốn liên hôn bao nhiêu đại gia khuê các muốn gả cho anh anh làm sao có thể vào ở rể nhà họ chu là một con rể thấp hèn chứ. Chu Nhược Mai vẫn không tin rằng Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Đại Long Quốc, điều này thật khó tin. Một vị hộ soái quyền thế lại đi ở rể, chẳng phải là trò cười thiên hạ sao? Điều này là hoàn toàn không thể, trên đời làm sao có người đàn ông si tình như vậy? Cho dù có, cũng không thể rơi vào trường hợp của mình. Yêu đương không cần môn đăng hậu đối, chỉ cần trong lòng thích là được. Châu Ngọc nâng trong tay những quyền thần cũng không nhất định là thuộc nữ. Trên đời có trăm ngàn loại phụ nữ, anh chỉ duy nhất yêu loại như em. Dòng nước ba ngàn dặm, chỉ cần một ngụm thỏa cơn khát. Em có hiểu không? Lê Uy Long nói. Hai người buồn nôn quá. Làm ơn, đừng giải cầu lương trước mặt cầu độc thân như tớ, được không? Tớ không thể chịu đựng được nữa. Nguyễn Tú Cẩm muốn nghe Lê Uy Long nói ra thân phận thật của mình, nhưng cô không ngờ nói tới nói lui, lệ uy long cùng chu nhược mai đã bắt đầu thể hiện tình cảm của mình chu nhược mai nghe nguyễn tú cẩm nói thế lập tức đỏ mặt nói với lệ uy long quay lại chuyện chính đừng đi quá xa nói đi thân phận của anh là gì anh nói một thân phận đáng tin hơn đừng có bay xa quá nữa không được nói đùa nữa em nghĩ anh thích hợp với thân phận nào hơn lệ uy long thấy chu nhược mai không tin cũng không thể làm gì hơn vì vậy anh trực tiếp hỏi cô nên có thân phận gì để khiến cô tin chương 397 em muốn anh nói ra. Không phải vấn đề hợp hay không, em muốn anh nói ra thân phận thật của mình, cho dù thân phận của anh không cao, em cũng sẽ không xem thường anh. Chu Nhược Mai nói, anh nói anh là tướng ba sao, em có tin không? Lê Uy Long ngập ngừng hỏi, cái gì, anh thật sự là tướng ba sao? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi, cô có phần tin vào điều đó, bởi vì đội người của Thiên Thành và Minh Hải đều nghe lời Lê Uy Long, nếu anh ấy là tướng ba sao, điều này cũng có lý. Đúng vậy, không ngờ đúng không? Lệ Uy Long cũng không còn cách nào, Chu Nhược Mai không tin rằng anh ấy là hộ soái bảo vệ, vì vậy anh đành hạ thấp thân phận xuống, dáng làm tướng ba sao, điều này quả nhiên đã khiến cô tin. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng thân phận hộ soái bảo vệ của anh thực sự quá cao, quá cao để khiến người ta tin. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không tin là có lý do cả, không thể trách họ được một người nổi tiếng vô dụng bỗng nhiên nói rằng mình là một hộ soái bảo vệ ai mà tin được ừ em thực sự không ngờ rằng chồng em thực sự lại là một tam tinh chiến tướng chu nhược mai nói đầy phấn khích lần này cuối cùng cô cũng tin sư hân tớ đã sớm nói với cậu rồi lê uy long không đơn giản gì hiện tại cậu đã biết tớ lợi hại rồi chứ cậu có người chồng tướng ba sao oai phong biết là bao sau này ai dám coi thường cậu ai dám bắt nạt cậu nguyễn tú cẩm cũng tin lê uy long có thân phận của một tướng ba sao biết rằng chồng của bản thân lại hiển hách như vậy cô cũng rất mừng cho chu nhược mai tướng ba sao thật sự rất lợi hại cậu đúng là có tầm nhìn lê uy long ẩn sâu như thế mà cậu có thể nhìn ra hóa ra cậu ta là một tướng ba sao chẳng trách có nhiều người nghe lời cậu ta như thế ngay cả một tướng bốn sao như minh hải cũng nể mặt cậu ấy nguyễn tú cẩm nói còn chu nhược mai vẫn không giấu được nét mặt phấn khích lê uy long nhìn thấy chu nhược mai và nguyễn tứ hà biết mình là tướng ba sao đã vui như thế anh nhất thời không nói nên lời nếu một ngày nào đó để họ biết rằng anh thực sự là hộ soái bảo vệ họ không phải là vui đến ngất xỉu sao tuy nhiên sau khi tiết lộ thân phận của mình lần này anh đã biết việc nói ra danh tính thật của anh bây giờ cũng vô ích cần phải thuyết phục họ cần phải từng bước một để họ chấp nhận không thể nói ra thân phận quá cao được đúng vậy cấp của lê uy long chỉ đứng sau minh hải đương nhiên minh hải phải cho cậu một chút thể diện nguyễn tú cẩm nói lê uy long nhất thời không nói nên lời thân phận của anh rõ ràng cao hơn minh hải nhưng hiện tại so với cậu ta còn thấp hơn một bậc lê uy long em hơi ngạc nhiên thiên thành với anh cũng là tam tinh chiến tướng hai người có cùng đẳng cấp tại sao chuyện gì anh ta cũng nghe lời anh chu nhược mai hỏi chuyện này mặc dù hai người bọn anh đều là tướng ba sao nhưng thực ra vị trí của anh trong quân đội cao hơn cậu ta, nên cậu ấy phải nghe lời anh. Lê Uy Long giải thích. Hóa ra là như vậy, đã là tướng ba sao, tại sao anh không nói ra sớm hơn? Tại sao anh lại lừa em hại em chịu nhiều ấm ức như thế? Chu Nhược Mai nghĩ về nỗi nhục mà cô đã phải chịu đựng trong ba năm qua, càng nghĩ càng bực mình nên cô đổ lỗi cho Lê Uy Long. Nếu mọi người đều biết rằng Lê Uy Long là tướng ba sao, kết hôn cùng anh ấy, làm sao có thể trở thành trò cười của Đà Lạt. Họ Chu làm sao dám cười nhạo anh. Đó là lần trước anh đi chiến đấu ở phía Tây và lập đại công. Đó là lý do tại sao anh được phong tặng danh hiệu tướng 3 sao. Trước đây anh không phải thế. Lệ Uy Long không cách nào giải thích cho Chu Nhược Mai việc mình bị năm đó bị phong ấn, đầy làm dân thường, vì thế chỉ có thể tìm một lý do như thế. Không ngờ anh đi phía Tây đánh một trận, đã được phong làm tướng 3 sao. Thật là tốt, năm đó ông nội em nói anh là nhân tài, xem ra ông thật sự không nhìn sai người, Chu Nhược Mai vui vẻ nói. mươi 398 khổ tận cam lai. Sư Hân, cậu thật tốt, kết hôn với một tướng ba sao, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Còn tớ, bây giờ tớ thậm chí còn chưa có bạn trai. Chồng tương lai của tôi ơi, nếu anh có thể ưu tú bằng một phần mười chồng của cậu ấy, tôi có thể nằm mơ cười đến tỉnh. Nguyễn Tú Cẩm nói không phải Lệ Uy Long có nhiều chiến hữu sao? Cậu thích ai thì để anh ấy làm mai cho cậu, có lẽ chồng tương lai của cậu còn tốt hơn anh ấy. Chu Nhược Mai nói, tớ không dám nghĩ đến mức đó, nếu ai đó tài giỏi hơn Lệ Uy Long, làm sao có thể để mắt đến tớ Nguyễn Tú Cẩm nói. Những gì Lệ Uy Long vừa nói là đúng, yêu thì không cần phải phân đúng sai, hay môn đăng hậu đối chỉ cần trong lòng thích là được. Nói không chừng có người chỉ thích kiểu như cậu thì sao? tớ chính là một ví dụ không phải sao, Chu Nhược Mai nói. Tớ làm sao so với cậu, cậu ít nhất là mỹ nhân số một thành phố Đà Lạt, lại xuất thân danh gia, tớ chỉ là một tác giả viết chuyện trên mạng. Tớ không nghĩ nhiều như vậy, chăm chỉ viết sách, trong sách cái gì cũng có thể, Nguyễn Tú Cẩm nói. Lệ Uy Long, em nghĩ anh tiếp tục giữ một thân phận thấp, tốt nhất là đừng để người ta biết thân phận của anh. Chu Nhược Mai nói với Lê Uy Long. Tại sao? Lệ Uy Long đang định tiết lộ thân phận của mình, để người khác không dám bắt nạt gia đình anh, không ngờ Chu Nhược Mai lại muốn tiếp tục khiêm tốn. Địa vị chiến tướng, em sợ anh sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là bị một số nữ nhân xấu xa dụ dỗ. Chu Nhược Mai nói, trong lòng của cô, tướng ba sao đã rất mạnh rồi. Có thể có bao nhiêu tướng ba sao trong Đại Long Quốc chứ? Quyền lực của một tướng ba sao hoàn toàn có thể đè bẹp rất nhiều nhà quyền thế ở Đà Lạt cô cảm thấy một người có quyền lực tuyệt đối như Lê Uy Long rất hấp dẫn và là mục tiêu của nhiều phụ nữ. Một người có quyền lực có thể thay đổi thế cục chỉ bằng một câu nói. Còn tiền không phải là vạn năng, có tiền thì sao? Tập đoàn Vương Lôi có đủ tiền đúng không? Bây giờ còn không phải vì một câu nói của Lê Uy Long bị tịch thu rồi. Đây là sự quyến rũ của quyền lực. Từ xưa đến nay, người giàu không bao giờ có thể so sánh với người có quyền. Bởi vì Lê Uy Long quá ưu tú, Chu Nhược Mai bắt đầu lo lắng về chuyện được và mất, luôn lo lắng rằng mình sẽ bị những người phụ nữ khác giành mất chồng. Vì vậy, cô yêu cầu Lệ Uy Long giữ kín và không tiết lộ danh tính của anh. Nếu không, một người ưu tú như anh ta nhất định sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn cả những người nổi tiếng, làm sao có thể sống yên ổn được. Nếu một số phụ nữ có ác ý biết chồng mình là tướng ba sao và dùng mọi cách dụ dỗ anh, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nổi. Lê Uy Long đột nhiên đổ mồ hôi hột khi nghe Chu Nhược Mai nói lý do giữ thái độ khiêm tốn là vì lo lắng mình có thể bị những người phụ nữ khác dụ dỗ. Tướng ba sao có là gì? Anh đường đường là hộ soái bảo vệ. Nếu trong tương lai để cho cô ấy biết mình thực sự là hộ soái bảo vệ, chẳng phải sẽ quản càng nghiêm ngặt hơn sao? Khi đó, anh có thể thực sự trở thành một người bị vợ quản. Đừng lo lắng, anh không phải loại người như vậy. Anh đã có một người vợ nghiêng nước nghiêng thành, vậy làm sao anh có thể mê mẩn những người phụ nữ khác được? Phụ nữ bình thường, đối với anh mà nói, chẳng hấp dẫn chút nào. Lê Uy Long nói, chương 399 nếu em chỉ là người phụ nữ bình thường. Vậy nếu không phải là một người phụ nữ bình thường thì sao? Nếu người đó có tiền muôn bạc vạn, hoặc là viên ngọc quý trong tay quan quyền thì sao? Chu Nhược Mai nói, con gái nhà giàu, hay là viên ngọc quý trong tay quan quyền, có lẽ chưa chắc đã có em xinh đẹp hấp dẫn. Em là Mỹ nhân số một của Đà Lạt, càng phải tự tin vào bản thân. Lê Uy Long không ngờ hạ thấp thân phận mình, chỉ là một tướng ba sao đã khiến Chu Nhược Mai lo lắng như vậy. Tóm lại, anh đừng đi khắp nơi được nói về thân phận của mình là được, nếu không, sẽ có rất nhiều rắc rối. Chu Nhược Mai nói, được rồi, anh hứa với em, anh sẽ không nói. Anh sẽ tiếp tục giữ một thái độ khiêm tốn, được không? Lê Uy Long nói, ừ, thế còn được. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng yên tâm. Với một người chồng hết mực si tình, người vợ như cô còn đòi hỏi gì? Nếu không phải cô đến kỳ kinh nguyệt, cô đã muốn cùng Lê Uy Long động phòng ngay khi về nhà rồi. Chỉ có cách gạo sống nấu thành cơm, làm vợ chồng thật sự mới có thể giữ anh ấy khỏi cạm bẫy ngoài kia. Lại nữa, lại nữa rồi, tớ nổi hết cả da gà lên rồi, hai người cứ giải cầu lương thế này, xem được sao? Có nghĩ đến cảm nhân của cầu độc thân như tớ không? nguyễn tú cẩm nói được rồi được rồi chúng ta không nói nữa chu nhược mai nói bắt đầu từ tối nay tớ sẽ đến sống ở nhà của cậu một thời gian nguyễn tú cẩm nói tại sao lê uy long và chu nhược mai đồng thanh hỏi lúc nãy khi ở trong thạch thất tình cảm của họ đã nóng lên đến mức phá vỡ kết giới cuối cùng kết quả là vì chu nhược mai đang đến kinh nguyệt không thể không dừng lại lê uy long vốn định đợi chu nhược mai hết kinh sẽ hoàn thành công việc còn giang dở giữa hai vợ chồng nhưng không ngờ nguyễn tú cẩm lại đòi đến ở cùng nếu nguyễn tú cẩm đến sống cùng chắc chắn sẽ có bất tiện rất lớn vì đêm nay tớ đã chịu phải kinh sợ quá lớn nên không dám ở một mình cậu có biết không tớ đã sợ hãi thế nào khi những tên lính đánh thuê đó đột nhập vào căn nhà thuê của tớ và bắt tớ đi hơn nữa sau khi hai người vào thạch thất đám cầm thú đó thật sự muốn tớ hơn 200 người, nếu Lê Uy Long không đến kịp lúc, tớ chết chắc. Sau khi trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, tớ đã để lại một bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa. Ban đêm tớ nhất định sẽ gặp ác mộng, tớ không dám ngủ một mình. Nguyễn Tú Cẩm giải thích lý do tại sao cô muốn sống cùng nhà với họ. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đang ngồi trên ghế phụ, nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau. Hai người không phải sẽ vô tâm như thế chứ tối nay tôi đã chịu kinh sợ, lẽ nào hai người không thể cho tớ ở nhờ mấy ngày sao? Nguyễn Tú cầm nhìn Lê Uy Long và Chu Nhược Mai im lặng không nói, lại hỏi tiếp. chương 400 tớ cùng cậu ngủ. Làm sao có thể không cho cậu tới? Đợi cậu dọn vào ở, tối nay tớ cùng cậu ngủ. Nhìn thấy bản thân đáng thương như vậy, Chu Nhược Mai không đành lòng từ chối cô. Dù sao mấy ngày nay bản thân cũng đến kinh nguyệt, cho dù nguyễn tú cẩm không đến ở cùng thì cũng không thể làm gì với lê uy long vậy hãy để cô ấy đến nói không chừng cô chỉ ở vài ngày đến đó kỳ kinh của cô vừa kết thúc và sau đó có thể làm gì đó với lê uy long rồi nghĩ đến đây khuôn mặt chu nhược mai không khỏi đỏ bừng tim đập thình thịch sư hân cậu thực sự là bạn thân tốt nhất của tớ tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy nguyễn tú cẩm mỉm cười Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đồng ý để Nguyễn Tú cầm ở cùng, anh cũng không tiện nói thêm gì. Sau khi Chu Nhược Mai biết Lệ Uy Long là một tướng ba sao, cô ấy đã rất vui và rất phấn khởi trên đường. Đây là bản chất bình thường của con người, người phụ nữ nào không muốn chồng mình là con rồng cháu phượng nắm giữ quyền cao chức trọng giữa thiên hạ. Lệ Uy Long, anh bảo người đến Tịch Biên Tập đoàn Vương Lôi, bước tiếp theo định sẽ thế nào? Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian này tập đoàn galaxy của cô đã bị tập đoàn vương lôi chèn ép khắp nơi rất nhiều đối tác cũng tự hủy bỏ hợp đồng với mình mà chạy sang hợp tác với tập đoàn vương lôi ngay cả gia đình nhà họ chu của chính cô cũng qua cầu rút ván hủy hợp đồng với cô chuyển sang gia nhập tập đoàn vương lôi có thể nói trong khoảng thời gian này cô bị thân thích phản bội nhìn thấu hết thế thái nhân tình bây giờ tập đoàn vương lôi sắp bị niêm phong cô muốn xem những người nhà họ chu và những kẻ bội bạc kia sẽ phản ứng như thế nào cô cũng đã hạ quyết tâm, nếu nhà họ Chu và những đối tác thấy lợi quên nghĩa kia quay lại đề nghị hợp tác, cô sẽ không bao giờ cho bọn họ cơ hội nữa. Chuyện này anh không thể nói cho em biết, ngày mai em sẽ biết kết quả. Lệ Uy Long, với tư cách là hộ soái bảo vệ, không muốn nói cho Chu Nhược Mai biết tất cả hành động của mình. Đây cũng là thói quen của anh trong nhiều năm, một số chuyện bí mật sẽ không bao giờ tiết lộ một cách tùy tiện, ngay cả vợ anh cũng không thể. Tất nhiên, đây không phải là một vấn đề bí mật. Bây giờ anh không muốn nói với Chu Nhược Mai, là anh muốn cho cô một bất ngờ sau khi tập đoàn Vương Lôi bị tịch thu. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long không muốn nói, cô ấy cũng không dám hỏi thêm. Bởi vì cô đã biết rằng Lê Uy Long là một tướng ba sao, không còn là kẻ bị coi là vô dụng, hèn nhát để mặc người ta sỉ nhục nữa. Đối với những người đàn ông có quyền lực, đặc biệt là những người đàn ông có quyền lực trong quân đội, bất cứ ai cũng sẽ phải sợ hãi ngay cả vợ của anh ta cũng sẽ có cảm giác kinh sợ không thể kiểm soát. Tâm lý con người thật kỳ lạ, ngay cả khi người nắm quyền không tức giận, cũng cảm thấy bản thân anh tự tỏa ra uy thế. Sau đó, Lệ Uy Long đưa Nguyễn Tú Cẩm về căn nhà cho thuê của cô trước, và bảo cô thu dọn hành lý. Nguyễn Tú Cẩm cũng không có nhiều hành lý để thu dọn, vì vậy cô lấy một vài bộ quần áo và máy tính sách tay, sau đó đi xuống và trở về biệt thự tinh Nguyệt Sơn cùng với Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai. Khi trở lại biệt thự Tinh Nguyệt Sơn, đã 4 giờ sáng. Cả một đêm kinh tâm động phách Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều rất mệt, sau khi hai người tắm xong liền trốn trên giường đi ngủ. Vì Nguyễn Tú Cẩm ngủ cùng Chu Nhược Mai, nên Lệ Uy Long đương nhiên không thể đến phòng của Chu Nhược Mai được, chỉ đành quay về phòng của mình. Anh ta chỉ có thể trở về phòng của mình để sống. Nhưng, Lệ Uy Long không buồn ngủ, anh ấy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết audio điện tử võ tấn bền hết chương 400